Chương 441, Ngài Joker Giang Châu, xưởng đóng tàu Thiên Kiếm. Trong những năm 80 và 90, xưởng đóng tàu này có thể xem như là nhà máy đóng tàu lớn nhất ở tỉnh Thiên Nam. Được xây dựng ven sông với diện tích rộng lớn và rất khí thế. Chỉ tiếc là sau này nhà máy đóng tàu đã phải đóng cửa vì kinh doanh không tốt. May mà nhà máy đóng tàu nằm ở cửa sông Long Giang, có thể đi thẳng ra biển nếu dùng để xây dựng một bến tàu được thì còn có thể đáng giá mấy đồng bạc để kịp thời ngăn chặn tổn thất ông chủ chỉ có thể bán một số lượng lớn đất trống xung quanh xưởng đóng tàu cho người khác để xây dựng cầu cảng khu nhà xưởng vì không có giá trị nên cũng đã bị bỏ hoang trơ trọi ở đó đến tận hôm nay khu nhà xưởng vẫn bị bỏ hoang không ai ghé hỏi nhưng cầu cảng được xây ở khu đất trống bên cạnh thì lại kinh doanh vô cùng tốt audio điện tử võ tấn bền còn nhà xưởng bỏ hoang bên đây lại chẳng hề có người qua lại tuy nhiên hôm nay khu nhà xưởng nhiều năm không có ánh sáng lại sáng đèn dưới ánh sáng màu vàng mù mờ ở khu vực chính giữa của nhà xưởng một người đàn ông với mái đầu đinh tay chân đều được băng bó đang quỳ trên đất nếu diệp thu hay người của phía cảnh sát nhìn thấy người đàn ông để đầu đinh này chắc chắn sẽ nhận ra gã trong nháy mắt bởi vì người đàn ông để đầu đinh này không phải ai khác, mà chính là rơi máu, hung thủ của vụ án giết người hàng loạt, kẻ đã giết liên tiếp 8 người phụ nữ ở Giang Châu với thủ đoạn tàn nhẫn. Tối hôm qua, rơi máu với tứ chi bị què đã được giải cứu khỏi đồn cảnh sát mà không ai hay biết. Hiện tại cảnh sát Giang Châu đang truy nã gã khắp nơi. Nhưng không ai có thể ngờ được rằng gã lại ở đây. Ở trước mặt rơi máu, còn có một bóng người đang đứng. Đó là một người trùm áo choàng đen kín mít từ trên xuống dưới. Trên mặt anh ta còn đeo một chiếc mặt nạ chú hề. Không thể nhìn rõ gương mặt thật của người này. Xét từ hình thể thì đây hẳn là một người đàn ông. Rơi máu quỳ ở trước mặt người này, cả người run rẩy không ngừng, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. Có thể thấy gã rất sợ hãi người đàn ông mặc áo choàng đen này. Phải biết rằng, rơi máu là ai chứ? Gã là một kẻ giết người biến thái đã giết hại tám phụ nữ liên tiếp. Ngay cả sau khi bị cảnh sát bắt, gã vẫn rất ngạo mạn. Tuy nhiên, một hung thủ giết người không sợ trời không sợ đất, hung ác cùng cực như thế. Lúc này, ở trước mặt người mặc áo choàng đen, lại trở nên sợ hãi như thế này. Từ đó có thể thấy được, người đàn ông mặc áo choàng đen với chiếc mặt nạ chú hề này chắc chắn cũng không phải là hạng hiền lành gì. Tại sao lại bị lộ? Tại sao lại bị cảnh sát tóm đuôi được? người mặc áo choàng đen cúi đầu nhìn rơi máu dưới tấm mặt nạ chú hề truyền ra một giọng nói khàn khàn trầm thấp nghe thấy câu hỏi này toàn thân rơi máu không khỏi run lên gã vội lắc đầu nói tôi cũng không biết từ trước đến nay tôi đều hành động thận trọng không để lộ dấu vết ngài cũng biết điều này mà tôi cũng không biết tại sao lại bị cảnh sát lại theo dõi nữa hừ đúng là thứ vô dụng người mặc áo choàng đen hừ lạnh một tiếng gã nhìn chằm chằm vào rơi máu lạnh lùng hỏi trong thời gian ở đồn cảnh sát anh có tiết lộ điều gì liên quan đến tổ chức của chúng ta không không tôi có thể dùng cái đầu này của mình để đảm bảo điều này tôi hoàn toàn không tiết lộ gì hết nửa chữ tôi cũng không để lộ ra xin ngài hãy tin tôi rơi máu vội vàng lắc đầu cam đoan tin anh một kẻ từng bị cảnh sát bắt như anh anh bảo tôi phải tin anh thế nào đây người mặc áo choàng đen lạnh lùng quát vừa nghe đến đây rơi máu càng thêm hãi hùng, gã vội cầu xin nói: "Xin ngài tha mạng, tôi luôn trung thành với tổ chức, chưa bao giờ hay lòng, dù có bị bắt vào đồn cảnh sát nhưng tôi cũng vẫn giữ kín miệng, bất kể phía bên cảnh sát tra hỏi thế nào tôi cũng không khai bất cứ điều gì, xin ngài cho tôi thêm một cơ hội nữa thôi, tôi đảm bảo lần này chắc chắn sẽ không để bị cảnh sát tóm được nữa, hơn nữa, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, tôi dùng cái mạng này để thề. Cho anh một cơ hội nữa." cơ hội tôi cho anh còn ít hay sao người mặc áo choàng đen cười khẩy gã nhìn về phía rơi máu lạnh lùng hỏi tôi hỏi anh đã lâu như vậy rồi nhưng liệu anh đã thu thập được máu mà tổ chức có thể dùng được chưa chuyện này nét mặt của rơi máu thay đổi liên tục hừ máu có thể dùng thì không tìm được bây giờ còn tự khiến bản thân bị bại lộ rồi để cảnh sát tóm được nữa vậy thì thử hỏi tôi giữ lại anh còn có ích lợi gì người mặc áo choàng đen hừ lạnh nói với giọng điệu nghiêm khắc thái độ này khiến rơi máu hoảng sợ tột độ. Bởi vì gã đã cảm nhận rõ được rằng người mặc áo choàng đen muốn giết mình, gã liên tục phan xin, xin ngài tha mạng, tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng, ngài cho tôi một tháng nữa thôi, tôi bảo đảm, trong vòng một tháng, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tìm được mẫu máu phù hợp với yêu cầu của tổ chức. Một tháng, ha ha, thời gian mà tổ chức cho tôi còn chưa đến một tháng đâu. Người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói, nghe vậy, vẻ mặt của rơi máu thay đổi gã vừa định tiếp tục cầu xin người áo đen xua tay nghiêm giọng nói đủ rồi anh đã không còn giá trị nữa đây là ý của tôi đồng thời cũng là ý của tổ chức suốt lời vẻ mặt của rơi máu đại biến gã vừa định mở miệng phập bất thình lình một con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo không biết từ đâu bay ra đâm xuyên qua cổ họng của rơi máu chỉ trong nháy mắt đồng tử của rơi máu đột nhiên giãn ra sau khi cơ thể co giật vài cái gã ngã vào vũng máu với vẻ mặt vô cùng không cam lòng và vào khoảnh khắc rơi máu chết một bóng người từ trên cao nhảy xuống trước mặt người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn qua ánh đèn vàng tù mù thì thấy đây là một người đàn ông đầu trọc, nửa người trên để trần trên ngực của gã còn xăm một con độc lang đang há to cái miệng đầy máu những chiếc răng nanh sắc bén đó khiến người ta không khỏi dùng mình mà đôi mắt của người đàn ông đầu chọc còn đáng sợ hơn cả hình xăm trên cơ thể gã đó là một đôi mắt không quá to nhưng trong đôi mắt đó lại chất đầy sự lạnh lùng và sát khí khiếp người giống như hai thanh kiếm sắc bén ra khỏi bao nếu là người nhút nhát thì e là chỉ riêng nhìn vào đôi mắt đó thôi cũng có thể bị dọa sợ đến đái ra quần luôn rồi từ đó có thể nhìn ra được người đàn ông đầu chọc này hoàn toàn không phải kẻ thiện lành gì hết tuy nhiên sau khi tiếp đất gã lập tức quỳ một gối xuống trước mặt người mặc áo choàng đen hai tay ôm thành quyền cung kính nói người đứng đầu thất quái giang nam độc lang ra mắt ngài joker ừ đứng dậy đi người mặc áo choàng đen xua tay hờ hững nói nghe xong lúc này độc lang mới dám đứng lên lần này thất quái giang nam đã ứng cứu rất kịp thời cứu được rơi máu ra khỏi cục cảnh sát trong thời gian ngắn nhất vì thế mới giúp cho bí mật của tổ chức không bị bại lộ Lần này sau khi quay về, tôi sẽ ghi cho Thất Quái Giang Nam các anh một công lớn." Người mặc áo choàng đen hài lòng nói. "Cảm ơn ngài Joker khen thưởng, Thất Quái Giang Nam được khen ngợi mà sợ hãi." Độc Lang vội ôn quyền cúi người cảm ơn. "Khách sáo rồi, chương 442, phải trừ khử kẻ đó." "Thưa ngài Joker, tất nhiên là ngài sẽ thấy quen tai rồi, vì lần này kẻ dẫn đội đi bắt rơi máu cũng chính là Diệp Thu." Độc Lang ôm chặt quyền Cung kính nói. Sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trong mắt ngài Joker lóe lên một tia lạnh lẽo, sau đó gã nhìn về phía Độc Lang, hỏi với vẻ mặt hơi khó hiểu, rốt cuộc diệp thu này là ai? Tại sao kẻ này lại chống đối với tổ chức của chúng ta? Chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được thân phận thật sự của kẻ này, chỉ biết hắn là con rể đi ở rể của nhà họ Lâm ở Giang Châu, vợ của hắn là Lâm Thanh Nhã, cũng là một trong những mục tiêu quan trọng trong kế hoạch của lần này của chúng ta lão thất muốn ra tay với Lâm Thanh Nhã, bị Diệp Thu phát hiện, vì vậy mới mất mạng trong tay hắn. Độc lang trả lời đúng sự thật. Thì ra là thế. Ngài dốc cơ trầm ngâm gật đầu, sau đó nhìn về phía độc lang hỏi, vậy thì anh đã phái người đi thăm dò thực lực nông sâu của gã Diệp Thu này chưa? Tạm thời vẫn chưa. Độc lang lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, sau khi lão thất bị giết, tôi mãi vẫn không liên lạc được với ngài nên chưa thể xin được chỉ thị về chuyện này, để tránh ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện ảnh hưởng đến kế hoạch của tổ chức tôi đã không tùy tiện ra tay với diệp thu chỉ cảnh báo hắn một chút mà thôi nhưng xem ra hiện tại cảnh báo lúc đó đối với hắn cũng không có tác dụng nếu không hắn cũng sẽ không dám lo chuyện bao đồng lần này ừ anh làm chuyện này rất lý trí không bị hận thù làm cho mụ mị đầu óc tốt lắm thất quái giang nam trong tay anh tôi rất yên tâm ngài joker nói với vẻ tán thưởng cảm ơn lời khen của ngài Độc lang vội vàng ôm quyền cảm ơn. Được rồi, bây giờ tổ chức đang thúc giục ngày càng sát sao, chúng ta phải tìm được mẫu máu thích hợp trong càng sớm càng tốt. Tiếp theo, nhiệm vụ quan trọng này giao cho thất quái giang nam các người đích thân chấp hành, có vấn đề gì không? Ngài dốc cơ nhìn độc lang, nghiêm túc hỏi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Độc lang vỗ ngực cam kết. Rất tốt. Ngài dốc cơ hài lòng gật đầu, sau đó nhìn độc lang, hỏi trước mắt, Giang Châu có bao nhiêu mục tiêu quan trọng, tạm thời có hai người, một là Lâm Thanh Nhã, còn một người khác là Tống Tây, con gái của người đứng đầu nhà họ Tống ở Giang Châu, suy đoán từ ngày tháng năm sinh, nhiều khả năng máu của hai người họ là mục tiêu mà chúng ta đang tìm kiếm. Độc Lang suy nghĩ trong chốc lát rồi trả lời. Lấy máu của hai người bọn họ trong thời gian sớm nhất, như thế mới dễ bể ăn nói với tổ chức. Ngài Joker nheo mắt ra lệnh. Vâng. Độc Lang gật đầu, sau đó nhìn Ngài Joker, ngập ngừng hỏi, vậy thì... Chúng ta bắt đầu với Lâm Thanh Nhã được chứ? Được, nhớ giải quyết luôn cả Diệp Thu đó nữa, tôi tuyệt đối không cho phép loại người phá hoại kế hoạch của tổ chức tiếp tục tồn tại trên thế giới này, nhất định phải khiến hắn chết, khiến hắn chết không nhắm mắt. Ngài Joker nghiến răng nghiến lợi, nói với giọng điệu nghiêm nghị. Ngài đừng lo lắng, trước khi hắn chết, tôi nhất định sẽ khiến hắn chịu đủ đau đớn, tôi sẽ cho hắn biết, dám phá hoại việc tốt của chúng ta thì phải trả cái giá đắt như thế nào. Gương mặt Độc Lang lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. "Ừ, cứ thoải mái làm đi, tôi xem trọng anh." Ngài Joker gật đầu, sau đó chỉ tay về phía thi thể của rơi máu, nói, "Ngoài ra, anh cũng có thể lấy thi thể của rơi máu ra mà lợi dụng, không thể để gã chết một cách vô ích như thế được." "Ý ngài là?" Độc Lang thắc mắc hỏi. "Tôi đoán, bây giờ cả bên phía cảnh sát lẫn Diệp Thu đều đang truy tìm tung tích rơi máu, anh tìm chỗ nào đó phục kích." sau đó tiết lộ vị trí của rơi máu ra ngoài, dù tất cả đám phiền phức đó tới chỗ anh, một mẻ hốt gọn, đỡ ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của chúng ta. Ngài Joker nói với vẻ diễu cợt. Nghe vậy, độc lang cũng sướng sờ, sau đó trên mặt cũng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, ha ha, chiêu này của ngài đúng là tuyệt diệu. Mau làm đi, kế hoạch thiêng liêng của tổ chức sắp bắt đầu rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa đâu, càng là lúc này, Kẻ nào dám trở thành chướng ngại với chúng ta đều sẽ bị trừ khử hết. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt ngài Joker, gã nghiêm giọng nói. "Vâng." Độc Lang ôm quyền, sau đó tiến lên nhặt xác rơi máu, trong nháy mắt biến mất khỏi khu nhà xưởng này. Ngài Joker nhìn về phía cửa nhà xưởng, nheo mắt lại, một tia lạnh lẽo chợt lóe qua trên mặt, gã lạnh lùng nói, "Diệp Thu phải không? Nếu mày cứ thích tham gia vào trò chơi này thì tuyệt đối đừng có hối hận." ác mộng bắt đầu giáng xuống rồi khặc 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 tiếng cười khiến người ta sởn cả gai ốc đột nhiên vang vọng cả khu nhà xưởng từ biệt thự của lý nguyên phổ đến tập đoàn lâm thị gọi taxi đi mất gần một tiếng đồng hồ sau khi xuống xe diệp thu liếc nhìn thời gian vừa đúng một giờ điều này khiến anh thở phào nhẹ nhõm may mà không đến muộn không trễ mất giờ làm ca chiều nếu không ngày hôm nay chắc chắn xong rồi Lâm Thanh Nhã không cần làm gì cả, chỉ riêng việc tối về nấu cho anh một bàn đồ ăn bóng đêm thôi là anh đã không đỡ nổi rồi. Vừa nhớ lại mùi vị khủng khiếp đó, Diệp Thu ớn hết cả người, anh vội vàng xông vào sảnh lớn của tập đoàn Lâm thị. "Ê ê ê, đứng lại, đứng lại." Nhân viên bảo vệ phụ trách trông cửa ngăn Diệp Thu lại. "Sao đấy? Có vấn đề gì à?" Diệp Thu thắc mắc hỏi. "Anh đến đây làm gì?" nhân viên bảo vệ liếc nhìn Diệp Thu từ trên xuống dưới, hỏi với vẻ mặt cảnh giác. Suy cho cùng, lúc này, Diệp Thu trên mặc một chiếc áo ba lỗ, dưới thì sỏ quần ngố ống rộng, chân còn đi một đôi tông lào nữa chứ, nhìn thế nào cũng không giống nhân viên văn phòng đến đi làm. Cũng chẳng hề ngạc nhiên khi nhân viên bảo vệ ngăn anh lại. Diệp Thu sừng sốt trong thoáng chốc, cũng nhìn lại quần áo mình đang mặc, thầm chửi má nó vừa rồi chỉ lo nhanh nhanh chóng chóng chạy về công ty mà lại quên thay quần áo. Nếu mình ăn mặc như thế này mà bị Lâm Thanh Nhã nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị gian dậy một hồi cho xem. Nhưng bây giờ đã quá muộn để về nhà thay đồ rồi. Phải mau chóng tới văn phòng Lâm Thanh Nhã chấm công mới được. Nếu không sẽ lại trễ mất. Đến lúc đó, hậu quả sẽ thảm khốc hơn nhiều so với vài lời khiển trách. Nghĩ đến đây. Diệp Thu vội vàng nhìn anh dai bảo vệ nói, ơm, tôi quên thay quần áo, cho tôi vào quẹt thẻ cái đã, lát nữa tôi sẽ ra. Không được, anh ăn mặc thế này chẳng giống nhân viên trong công ty gì cả, nhìn kiểu gì cũng giống lũ côn đồ đến để gây chuyện hơn, người như anh tôi thấy nhiều rồi, mau đi đi, nếu không đừng trách tôi bất lịch sự. Nhân viên bảo vệ trừng mắt nhìn Diệp Thu và nói với giọng điệu vô cùng cương quyết. Nghe vậy, Diệp Thu cũng không biết phải nói gì thế giới này rốt cuộc là như thế nào vậy chứ? Áo ba lỗ, quần ngố ống rộng, tông lào. Ăn mặc như thế thì sẽ bị kỳ thị thế này à? Lần trước tới công ty Bách Hóa Thiên Tuyết để bàn bạc hợp đồng, người ta cứ khăng khăng xem anh là đứa đi thu mua đồng nát. Lần này thì hay rồi. Lại bị người ta coi là hạng côn đồ các kẽ trong xã hội. Lẽ nào giữa mùa hè thế này cứ phải đóng nguyên một bộ âu phục mới là người bình thường à? Chương 443, anh tới nghỉ mắt hả? Anh có thôi đi không, nói linh tinh cũng không biết đường mà nói nữa, đến muộn có thể chết người. Sao tôi lại thấy khó tin thế chứ? Nhân viên bảo vệ khinh bỉ nhìn Diệp Thu, giọng điệu tràn ngập sự xem thường. Anh kết hôn chưa? Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười, hỏi, "Chưa, tôi còn chưa có bạn gái nữa là." Nhân viên bảo vệ vô thức lắc đầu. "Chàng trai trẻ, khi nào anh kết hôn?" Anh sẽ hiểu điều tôi nói." Diệp Thu cười gượng nói, "Đừng có chuyển chủ đề với tôi, vô ích thôi, mau đi đi, nếu không tôi sẽ thật sự không khách sáo với anh nữa đâu đấy." Nhân viên bảo vệ trừng mắt nhìn Diệp Thu rồi lạnh lùng nói, "Dù thương lượng thế nào cũng không cho tôi vào đúng không?" Diệp Thu cau mày và bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. Dù sao anh cũng đang vội tới chỗ Lâm Thanh Nhã báo cáo. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian như thế này, anh chắc chắn sẽ đến muộn mất. Làm sao? Giờ anh định cố tình xông vào à? Có giỏi thì anh xông vào thử xem. Đây là tập đoàn Lâm Thị, không phải chỗ cho anh dở thói ngang ngược đâu. Anh có tin hôm nay tôi có thể cho anh biết thế nào là lễ độ không? Nhân viên bảo vệ chừng mắt nhìn Diệp Thu và nói với vẻ khinh thường. Ta không tin đấy. Diệp Thu lắc đầu với vẻ mặt cợt nhả. Ủa ôi, cũng ghê đấy. Trước đây cũng có không ít đám côn đồ các kẽ tới đây gây chuyện nhưng anh là người ngạo mạn nhất đấy, nếu đã thế thì hôm nay anh cũng đừng hòng đi nữa, nhớ cho kỹ, bắt đầu từ giây phút này, dù ông rời có đến cũng không cứu nổi anh đâu. Nhân viên bảo vệ cười khinh miệt, nói một cách rất hách dịch. Sau đó, anh ta định lấy bộ đàm ra, gọi đội bảo vệ đến dạy cho Diệp Thu một bài học. Ngài Diệp, tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói đầy ngạc nhiên lại đột nhiên vang lên từ trong tòa nhà. Điều này khiến hành động của nhân viên bảo vệ lập tức dừng lại, anh ta quay lại nhìn về hướng phát ra giọng nói. Thì trông thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đen, đang sải bước đổ ở đây với vẻ mặt đầy vui mừng. Thấy thế, nhân viên bảo vệ sửng sốt, sau đó trên mặt lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Bởi vì người tới đây không phải ai khác mà chính là giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn Lâm Thị, Lý Soái. Mặc dù trước mặt những người điều hành thực sự của tập đoàn Lâm Thị, một giám đốc kinh doanh như Lý Soái chẳng là gì cả. Nhưng đối với một nhân viên bảo vệ trông cửa, thì người này đã được tính là lãnh đạo lớn rồi. Vì vậy, lúc này, nhân viên bảo vệ vội vàng bước lên chào hỏi như thấy bố ruột của mình, vẻ mặt nịnh nọt nói, giám đốc Lý, sao ngài lại xuống đây, ngài đi gặp khách hàng ạ? À? Tuy nhiên, cứ như không nhìn thấy nhân viên bảo vệ, Lý Soái vòng qua nhân viên bảo vệ, bước nhanh về phía Diệp Thu, cung kính chào hỏi, ngài Diệp, mấy ngày nay ngài đi đâu vậy? Tôi không khỏe nên ở nhà nghỉ ngơi vài ngày. Diệp Thu mỉm cười nói. Nhân viên bảo vệ đứng ngay gần đó nhìn thấy cảnh này, cả người như hóa đá đứng được tại chỗ. Cha mạ ơi, vừa rồi mình mới làm gì vậy? Người đàn ông trẻ tuổi này lại có thể được giám đốc lý gọi là ngài. Thế chẳng phải chứng tỏ là thân phận của anh ta còn trên cả giám đốc lý sao? ấy vậy mà vừa nãy mình lại nói anh ta là tên côn đồ tới để gây chuyện còn muốn tìm người dạy cho anh ta một bài học nữa chứ thế thế này cmn khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ hả vừa nghĩ đến đây anh giai bảo vệ sắp khóc tới nơi rồi ngài thấy không khỏe có vấn đề gì lớn không có cần tôi đưa ngài đến bệnh viện khám thử không tôi quen mấy chuyên gia lão làng kiến thức y học rất tốt lý soái hỏi với vẻ mặt đầy quan tâm lúc này trong mắt ông ta, Diệp Thu chính là người mà ông ta phải cung kính như ông nội mình. Vì Diệp Thu nắm trong tay những thông tin có thể khiến ông ta thân bại danh liệt, mất hết tất cả những gì ông ta có hiện giờ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, đứng sau Diệp Thu còn có Triệu Mỹ Tuyết, chủ tịch của công ty Bách hóa Thiên Tuyết. Sau này, nếu muốn sống những ngày tháng tốt lành trong tập đoàn Lâm Thị thì nhất định phải coi Diệp Thu như ông nội mà phục vụ, quỳ xuống nịnh bợ. Nếu không, đừng hòng có cuộc sống ổn định không sao cũng đã gần khỏe hẳn rồi chiều nay tôi sẽ đi làm lại Diệp Thu xua tay cười nói tốt rồi tốt rồi ngài không biết mấy ngày ngài vắng mặt tôi đến ăn không ngon ngủ không yên cứ nghĩ đến ngài mãi đám nhân viên bộ phận kinh doanh chúng tôi cũng đều như thế tất cả đều mong ngài trở về Lý Soái nịnh hót nói tuy nhiên Diệp Thu nghe xong chỉ cảm thấy da đầu tê dại toàn thân nổi da gà nếu một người phụ nữ nói với anh ta Cô ấy suốt ngày nghĩ về anh đến ăn cũng không muốn ăn, uống cũng không buồn uống. Thế thì anh còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng mấu chốt là bây giờ một người đàn ông đã lớn tuổi lại nói với anh ta như thế này. Anh nghĩ kiểu gì cũng thấy gai cả người. Để buổi tối mình còn có thể nuốt trôi cơm. Diệp Thu vội xua tay với Lý Soái, nói, "Được rồi, tổng giám đốc Lâm còn có việc tìm tôi, tôi phải nhanh chóng đến văn phòng của tổng giám đốc Lâm đây, khi nào rảnh thì ôn chuyện cũ sau nhé." nói xong diệp thu vội vã đi vào trong tòa cao ốc lâm thị khi đi ngang qua anh giai bảo vệ diệp thu vươn tay vỗ vai anh giai bảo vệ sau đó mỉm cười nói nhóc con làm việc rất nghiêm túc nhớ làm tốt công việc nhé cố lên nhân viên bảo vệ run cả người sợ đến nỗi suýt thì khóc thành tiếng anh ta còn cho rằng diệp thu khen anh ta làm tốt là khen trong ngoặc kép điều này khiến anh ta rất hối hận ruột gan cũng sắp tái xanh rồi bây giờ anh ta thực sự muốn tự tát vào miệng mình mấy cái. Gây sự với anh mà chẳng được, sao cứ phải gây sự với mấy ông lớn thế hả? Ngay cả giám đốc lý của bộ phận kinh doanh cũng phải cung kính với anh ta như thế. Anh ta mà muốn xử mình thì chẳng khác nào một cái búng tay. E là lần này bát cơm của mình sắp bị đập nát rồi. Vừa nghĩ đến đây, anh nhân viên bảo vệ vô cùng tiệt giọng. Tuy nhiên, lần này, anh ta thực sự đã nghĩ nhiều rồi diệp thu cũng không phải kẻ nhỏ nhen tất nhiên cũng sẽ không so đo nhiều như thế với một nhân viên bảo vệ tất cả những gì anh nghĩ bây giờ là phải mau chóng tới văn phòng của lâm thanh nhã để báo cáo nếu không chỉ cần trễ một chút thôi là anh sẽ toi đời thật đấy còn về tranh chấp nhỏ xíu với nhân viên bảo vệ diệp thu hoàn toàn không hề để bụng may mắn thay vẫn còn thời gian diệp thu điên cuồng chạy thẳng một mạch cuối cùng cũng đến được văn phòng của Lâm Thanh Nhã trước một giờ rưỡi. Hít sâu một hơi, Diệp Thu duỗi tay gõ cửa văn phòng. Vào đi, một giọng nói lạnh lùng từ bên trong truyền ra. Diệp Thu nghe thấy giọng nói này, tay khẽ run lên, sau đó anh căng thẳng đẩy cửa bước vào. Lâm Thanh Nhã đang ngồi ở bàn làm việc xem xét tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn. Sau khi cô nhìn thấy người đến là Diệp Thu, vẻ lạnh lùng trên mặt rõ ràng đã giảm đi ít nhiều, cô vừa định lên tiếng. Thì đúng lúc này, đôi mắt cô chú ý đến bộ trang phục Diệp Thu đang mặc trên người. Áo ba lỗ, quần đùi hoa ống rộng, dép tông lào. Trong phút chốc, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lập tức lạnh đi thấy rõ. Thậm chí còn lạnh hơn cả khi chưa nhìn thấy Diệp Thu, lạnh lẽo đến độ sắp kết thành băng luôn. Diệp Thu, Diệp Đại Thiếu Gia, cho tôi hỏi, ngài tới đây để đi làm sao? Lâm Thanh nhã lạnh lùng hỏi, "Chương 444, trần chuồng đi làm, khụ khụ." Diệp Thu đột nhiên ho khan mấy tiếng, vội vàng giải thích, "Vợ ơi, em nghe anh giải thích đã, anh ra ngoài vội quá nên quên thay quần áo." "Quên? Tôi thấy anh cố tình thì có." Lâm Thanh nhã trừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó đứng bật dậy, đi thẳng tới chỗ Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, "Mặc ít như thế này đến công ty là để chuẩn bị khoe dáng trước mặt người phụ nữ khác đúng không?" Làm gì có, trời đất chứng giám, anh thật sự quên thay mà. Diệp Thu toát mồ hôi lạnh, bất đắc dĩ nói, hơn nữa, ngoài em ra, sao anh có thể khoe thân trước mặt người phụ nữ khác được chứ? Thật sao? Tôi lại nghe nói, dạo gần đây anh và một cô gái tên là Hà Tình Tình khá là thân thiết với nhau đấy. Lâm Thanh nhã nheo mắt, giọng điệu lạnh lùng nói. Tuy nhiên, nếu nghe kỹ thì vẫn có thể nhận ra ý ghen tuông trong đó. Hà Thanh Thanh Diệp Thu sừng sốt trong giây lát, anh cảm thấy rất bất đắc dĩ, vội vàng giải thích, vợ ơi, chuyện này em thật sự hiểu lầm anh rồi, anh với cô ấy chỉ là đồng nghiệp bình thường, anh cùng lắm cũng chỉ coi cô ấy là một đứa em gái, ngoài ra, không còn bất cứ quan hệ nào khác, trên đời này, anh chỉ thật lòng với mình em thôi. Thật sao? Lâm Thanh nhã trừng mắt lườm Diệp Thu, cười khẩy nói, thế mà anh còn chăm sóc cô ta nhiều như vậy, không chỉ nhường thành tích cho cô ta, mà còn giúp cô ta thành nhân viên chính thức bảo vệ cô ta trước mặt ban lãnh đạo anh chắc chắn mình chỉ coi cô ta như một đứa em gái chứ em biết hết những chuyện này sao diệp thu cũng sửng sốt có phần kinh ngạc đừng có quên đây là tập đoàn lâm thị là địa bàn của tôi tai mắt của tôi có mặt ở khắp mọi nơi anh nghĩ có chuyện gì có thể qua mặt được tôi chắc lâm thanh nhã lạnh lùng nói không anh không có ý đó diệp thu đổ mồ hôi hột vội vã giải thích vợ ơi chuyện này em thật sự nghĩ nhiều rồi giữa anh và Hà Tình Tình chỉ giới hạn ở quận hệ đồng nghiệp hoặc bạn bè bình thường thôi, chỉ là anh thấy người ta còn nhỏ tuổi, chân ướt chân giáo vừa vào công ty, có thể giúp thì anh tiện thể giúp một tay mà thôi, thật sự không có ý gì khác, tấm lòng của anh đối với em, trời đất có thể chứng giám. Thật vậy sao? Lâm Thanh nhã nheo mắt lại, sau đó vẻ mặt đột nhiên lạnh xuống, cô lạnh lùng cảnh cáo, tôi vẫn tặng anh câu nói đó, miệng lưỡi đám đàn ông chỉ toàn những lời dối trá, Tôi sẽ không tin bất cứ lời nào anh nói hết mà chỉ tin vào những gì mình thấy thôi. Tôi mong là anh sẽ không làm ra chuyện gì vượt quá khuôn phép. Tai mắt của tôi phủ khắp cả cái công ty này đấy. Nếu anh dám lén lút làm những chuyện vượt quá khuôn phép sau lưng tôi, tôi sẽ đá anh ra khỏi nhà họ Lâm ngay lập tức, nghe rõ chưa? Anh rõ rồi." Diệp Thu vội vàng gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì đó, anh nhìn Lâm Thanh nhã, cười hớn hở hỏi, "Thế thì, vợ ơi, vậy anh có thể hiểu là em đang quan tâm đến anh?" đang ghen vì anh không nghe diệp thu nói vậy lâm thanh nhã sững sờ trong phút chốc khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang lạnh lùng của cô lập tức ửng đỏ cô vội vàng trợn mắt nhìn diệp thu kích động nói anh anh đừng có ở đó mà nói linh tinh sao tôi có thể ghen vì anh được chứ lý do tôi cảnh cáo anh là bởi vì tôi tuyệt đối không cho phép chồng mình phản bội mình cho dù chúng ta chỉ là một vợ chồng trên danh nghĩa thì cũng không được bởi vì như thế sẽ chứng tỏ anh rất bất tài nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì sẽ trở thành trò cười cho người khác anh hiểu chứ hả tất nhiên diệp thu biết là lâm thanh nhã chỉ đang mạnh miệng thôi bởi vì biểu cảm của lâm thanh nhã đã bán đứng cô rồi nhưng mà diệp thu hiểu lâm thanh nhã anh biết lâm thanh nhã thích sĩ diện da mặt lại mỏng nếu bây giờ mà vạch trần cô ấy như thế thì chắc chắn sẽ khiến cô ấy không vui vì vậy diệp thu vội vàng gật đầu trịnh trọng nói anh hiểu rồi vợ ơi em yên tâm đi anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em đâu em cứ yên tâm hừ xem biểu hiện của anh lâm thanh nhã kiêu kỳ hừ một tiếng anh chắc chắn sẽ biểu hiện thật tốt diệp thu vội vàng vỗ ngực cam đoan sau đó anh nhìn lâm thanh nhã và ngập ngừng hỏi vậy thì vợ ơi bây giờ anh có thể đi được chưa chưa được lâm thanh nhã lắc đầu sau đó chỉ vào cái áo ba lỗ trên người diệp thu lạnh lùng nói anh mặc áo ba lỗ tới đi làm nếu tôi không phạt nặng thì sẽ ảnh hưởng rất xấu đến những nhân viên khác trong công ty sau này bọn họ đều mặc áo ba lỗ đi làm thì làm sao công ty quản lý được vì vậy anh phải bị phạt ơ ờ, diệp thu im lặng hồi lâu vì không biết nói gì cuối cùng anh bất đắc dĩ nói thế em định phạt anh như thế nào ừm lâm thanh nhã cao mày suy nghĩ một lát trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên sự xảo quyệt cô nhìn diệp thu rồi cười khẩy nói thế này đi anh cởi áo ra, tôi phạt anh cởi trần đi làm ca chiều, cũng để những nhân viên khác thấy hậu quả khi không ăn mặc chỉnh tề mà đã đi làm là như thế nào, rồi còn lấy đó mà làm gương. Cởi trần. Diệp Thu sững sốt rồi vội vàng lùi lại vài bước, chống cự nói, "Vợ ơi, em đổi sang hình phạt khác được không? Như thế thì xấu hổ lắm, sau này anh làm gì còn mặt mũi mà đi làm ở công ty nữa chứ." Có gì mà phải xấu hổ, anh thích khoe dáng còn gì? lần này tôi sẽ cho anh khoe đủ luôn để xem anh có nhớ lâu được không nhé lâm thanh nhã trợn mắt với diệp thu cười khẩy nói anh sẽ nhớ lâu anh thật sự sẽ nhớ lâu mà vợ ơi em bỏ qua cho anh lần này thôi anh biết anh sai rồi lần sau anh chắc chắn sẽ không làm như thế nữa diệp thu vội vàng xin tha không được anh cởi ra nhanh lên nếu không đêm nay đừng hòng về nhà lâm thanh nhã lạnh lùng nói vợ ơi em đừng nhẫn tâm như thế được không anh là chồng của em đấy lẽ nào em muốn để những người phụ nữ khác nhìn thấy cơ thể của chồng mình sao diệp thu bất đắc dĩ cười khổ nói chẳng sao cả anh rất thích còn gì lâm thanh nhã cười mỉa trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc vui vẻ vì trả thù được chúng ta thương lượng được không diệp thu cười khổ nói không thể thương lượng lâm thanh nhã kiên quyết lắc đầu sau đó trừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói anh có cởi không thì bảo nếu anh không cởi được thì để tôi cởi hộ anh nói rồi lâm thanh nhã lập tức bước tới nắm lấy vai áo ba lỗ của diệp thu kéo ra tuy nhiên sao diệp thu có thể để lâm thanh nhã kéo áo ba lỗ của mình xuống như thế được nếu chiều nay không mặc áo đi làm ở công ty thật thế chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao sau này còn mặt mũi nào mà đến công ty nữa e là đến lúc đó cả tập đoàn lâm thị đều sẽ biết đến mình đấy chứ khi đó mới gọi là nổi tiếng thật sự vì thế diệp thu nắm chắc vai áo ba lỗ của mình ngăn không cho lâm thanh nhã kéo xuống hai người cứ kéo tới kéo lui mà áo ba lỗ của diệp thu cũng chẳng phải loại áo cao cấp gì chất lượng vốn đã không tốt và cuối cùng một tiếng rẹt vang lên vai áo ba lỗ của diệp thu bị lâm thanh nhã kéo rách chiếc áo rơi xuống ngay tại chỗ chương 445, hai người chơi trò chơi sao. Tuy nhiên, đúng lúc này, cửa phòng làm việc lại thình lình bị người bên ngoài mở ra. Chu Thiến, thư ký riêng của Lâm Thanh Nhã cầm một tập tài liệu trong tay, đôi chân mảnh rẻ thẳng tắp được bao bọc bởi lớp vớ đen xải bước vào trong văn phòng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy cảnh tượng trong văn phòng, cô ta cũng xứng cả người. Bởi vì lúc này, Lâm Thanh Nhã vẫn đang giữ nguyên động tác kéo áo Diệp Thu, tay đang cầm miếng vải phần vai áo ba lỗ bị rách của Diệp Thu. Còn Diệp Thu thì đang lộ hết nửa người trên trong không khí. Cảnh tượng này, muốn không để người khác nghĩ nhiều về nó cũng khó. Nhìn thế nào cũng thấy như Lâm Thanh Nhã không kiềm chế được muốn mạnh mẽ phi lễ Diệp Thu. Hình ảnh này khiến Chu Thiến sững sở hồi lâu. Nhưng tình hình bây giờ là thế nào? Chẳng lẽ những thứ không thích trước đây đều là do Lâm Thanh Nhã giả vợ ư? hay là lâm thanh nhã là kiểu phụ nữ vẻ ngoài thì lạnh băng nhưng trong lòng thì lại khá là táo bạo nếu không sao cô ấy lại làm chuyện này với diệp thua ở ngay chính văn phòng của mình chứ vừa nghĩ đến đây chu thiến nuốt một ngụm nước bọt nhìn lâm thanh nhã ngạc nhiên đến há hốc mồm nói tổng tổng giám đốc lâm hai người đang đang làm gì thế á à, tiếng hét của lâm thanh nhã lập tức vang vọng khắp văn phòng lúc này cô thực sự cảm thấy rất xấu hổ vốn dĩ Cô chỉ định dọa Diệp Thu mà thôi, cô không hề thật sự muốn để Diệp Thu cởi trần đi làm. Nhưng không ngờ, áo ba lỗ của Diệp Thu lại mỏng manh như thế, mới kéo một cái đã rách rồi. Như thế đã khiến cô đủ xấu hổ rồi. Thế mà cứ phải vào lúc này, còn để thư ký Chu Thiến của cô bắt gặp nữa chứ. Vậy thì Chu Thiến sẽ nghĩ thế nào đây? Cảnh tượng như thế, dù là ai gặp phải cũng đều sẽ liên tưởng đến những hình ảnh cấm trẻ em đúng chứ? dù có giải thích thế nào thì cũng đều vô ích. Ngược lại, càng tô càng đen hơn. Đúng là mất mặt, mất mặt quá đi mất thôi. Nếu bây giờ trên đất có cái lỗ thì Lâm Thanh Nhã sẽ chui vào ngay lập tức. Diệp Thu sờ mũi, vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ. Anh không ngờ Chu Thiến sẽ đến vào lúc này. Nhưng mà đối với việc này, anh không xấu hổ như Lâm Thanh Nhã. Dù sao anh cũng là một thằng đàn ông, da mặt cũng dày, nên chẳng sao cả, anh cười vui vẻ xua tay giải thích không có chuyện gì không có chuyện gì tôi với tổng giám đốc lâm đang đùa ấy mà tuy nhiên anh không giải thích thì còn đỡ anh vừa giải thích xong ánh mắt chu thiến nhìn hai người lập tức càng thêm kỳ lạ trêu đùa vậy là trước đây cũng đều như thế này má mi ơi hóa ra người có tiền đều biết chơi như thế à thật ra chu thiến suy diễn như thế cũng không có gì kỳ lạ bất cứ người bình thường nào nghe Diệp Thu nói câu đó xong cũng đều không khỏi liên tưởng đến phương hướng này. Lâm Thanh Nhã hiển nhiên cũng nhận thức được điều này, khuôn mặt vốn đã ửng đỏ của cô lập tức đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Tuy nhiên, cũng không biết là Diệp Thu không hiểu hay là cố tình không hiểu. Anh tiếp tục nhìn Chu Thiến nói, cô còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì cô ra ngoài trước đi, đừng quấy giày tôi và Tổng Giám Đốc Lâm chơi trò chơi. Chơi, trò chơi. Chu Thiến sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Nhã càng thêm kỳ quái. Lâm Thanh Nhã suýt thì phát điên, cô vội vàng lườm Diệp Thu bằng một ánh mắt đầy hung tợn, ngăn cản nói, Diệp Thu. Ừ, sao thế Tổng Giám Đốc Lâm? Tôi đang giải thích cho cô ấy mà. Diệp Thu gãi ót, vẻ mặt vô tội nói. Giải thích, Lâm Thanh Nhã suýt nôn ra máu. Cô cảm thấy Diệp Thu hoàn toàn là đang cố ý. Đặc biệt là nụ cười vô hại trên gương mặt Diệp Thu. Lâm Thanh Nhã càng nhìn, càng cảm thấy tên này đang nhân cơ hội để trả thù mình. Nếu không, ngay cả thằng ngu cũng biết loại chuyện này mà càng giải thích thì sẽ chỉ khiến người ta càng hiểu lầm hơn thôi. Anh im mồm đi, tôi không cần anh giải thích. Lâm Thanh Nhã hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng quát. Được thôi. Diệp Thu nhún vai, sau đó nhìn về phía Chu Thiến, vẻ mặt vô tội nói, tôi rút lại lời vừa rồi nói, cô có thể xem như tôi chưa nói gì, cô cũng không nghe thấy gì hết, điều lát nữa Tổng Giám Đốc Lâm nói mới là sự thật. Tuy nhiên, Diệp Thu không nói thế còn đỡ. Anh vừa nói lời này xong, ngược lại càng tạo cảm giác muốn che đậy hơn, giống như đang giấu đầu lòi đuôi ấy. Diệp, Thu, Lâm Thanh nhã nghiến răng ken két, tức đến độ suýt phát ngất. Cô nhìn chầm chầm Diệp Thu, lạnh lùng nói, bắt đầu từ giờ, đừng để tôi nghe thêm bất cứ một lời nào phát ra từ miệng anh nữa, thành thật đứng sang một góc cho tôi, nếu không tối nay anh đừng hòng bước chân vào nhà nữa diệp thu vội vàng làm động tác kéo khóa miệng sau đó thành thật đi đến ghế sofa bên cạnh ngồi xuống thấy thế lâm thanh nhã mới có thể thở phào nhẹ nhõm trong lòng cô hận diệp thu chết đi được cho dù diệp thu là cố ý hay vô tình thì kể từ hôm nay sự trong trắng của cô đã hoàn toàn bị hủy hoại vừa nghĩ đến đây lâm thanh nhã thực sự muốn đạp cho diệp thu một phát cô thầm quyết định tối nay trở về kiểu gì cũng phải tặng diệp thu một bàn đồ ăn để anh ta ăn no một bữa mới được đương nhiên trả thù chỉ có thể đợi đến khi về nhà bây giờ vẫn phải tìm cách tống chu thiến đi đã nghĩ đến đây lâm thanh nhã hít sâu một hơi nhanh chóng điều chỉnh trạng thái sau đó nhìn chu thiến hỏi tìm tôi có việc gì không nghe vậy lúc này chu thiến mới bình tĩnh lại sau cú sốc vừa rồi Cô ta đưa tài liệu trên tay cho Lâm Thanh Nhã và nói: "Tổng giám đốc Lâm, đây là danh sách giao hàng đầu tiên mà tập đoàn chúng ta hợp tác với bên tập đoàn Scott. Hàng hóa đã đóng lên xe rồi, bây giờ chỉ đợi tổng giám đốc ký tên nữa thôi." Hàng gửi cho tập đoàn Scott. Vẻ mặt của Lâm Thanh Nhã lập tức trở nên nghiêm túc. Dù sao, tập đoàn Scott cũng là một siêu tập đoàn xuyên quốc gia. Mà đứng sau lưng gia tộc Scott còn là một gia tộc siêu giàu có ở châu Âu có thể hợp tác với tập đoàn scott chắc chắn là niềm may mắn của nhà họ lâm nếu có thể ôm chặt cái cây to này tương lai của nhà họ lâm chắc chắn sẽ vô cùng tươi sáng nhưng nếu đắc tội với tập đoàn scott vậy thì nhà họ lâm cũng xong đời luôn cho nên lần này giao hàng tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sự cố nào lỡ để lại ấn tượng xấu cho tập đoàn scott khiến việc hợp tác giữa tập đoàn scott và nhà họ lâm bị bỏ ngỏ vậy đó sẽ là dấu chấm hết cho nhà họ lâm rồi Tất nhiên, đây rõ ràng là do Lâm Thanh Nhã nghĩ nhiều thôi. Dù đó là tập đoàn Scott hay gia tộc Scott, thì tất cả bọn họ đều vì nể mặt Diệp Thu nên mới hợp tác với nhà họ Lâm thôi. Có Diệp Thu đứng ở đây, họ chỉ ước gì được hợp tác mãi mãi với nhà họ Lâm ấy chứ, vì thế bọn họ đã thông qua mối quan hệ hợp tác này để lấy lòng Diệp Thu, kéo gần quan hệ với Diệp Thu. Do đó, bọn họ đương nhiên sẽ không chấm dứt việc hợp tác với nhà họ Lâm. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 446, có hơi sai sai. Giám đốc Triệu ở bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa đã tự mình đi kiểm tra rồi, tất cả các sản phẩm đều không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ còn chờ chữ ký của tổng giám đốc là có thể giao hàng cho tập đoàn Scott rồi. Chu Thiến mỉm cười nói: "Ừ, đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với tập đoàn Scott, dù tốn nhiều công sức, nhiều thời gian hơn nữa cũng tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót trong sản phẩm." nếu không sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của tập đoàn scott đối với chúng ta sau này muốn hợp tác tiếp sẽ rất khó lâm thanh nhã nghiêm giọng chỉ thị tổng giám đốc lâm tôi làm việc mà cô còn không yên tâm sao bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa của lâm thị chúng ta đâu phải những kẻ gà mờ đâu bọn họ đã kiểm tra ba lần và đã xác nhận không có vấn đề gì rồi chu thiến cam đoan nói được thế thì giao hàng đi lâm thanh nhã gật đầu sau đó quay trở lại bàn làm việc cầm bút lên và ký tên vào chứng từ giao hàng. Thấy thế, khóe miệng Chu Thiến khẽ cong lên, sâu trong ánh mắt hiện lên niềm vui khi thành công. Nhưng mà, cô ta giấu nó rất kỹ. Khi Lâm Thanh Nhã ký vào tài liệu và đưa lại cho cô ta, biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta đã trở lại bình thường. Mà điều này, ngay cả Lâm Thanh Nhã cũng không nhận ra. Tuy nhiên, Diệp Thu ngồi bên cạnh lại nhìn thấy rõ đặc biệt là biểu cảm vui mừng khi thành công của chu thiến vừa rồi tất cả đều lọt vào mắt diệp thu trực giác cho diệp thu biết chắc chắn có vấn đề gì đó trong này nhưng cụ thể là vấn đề gì diệp thu tạm thời vẫn chưa biết vì vậy anh cũng không vội vã lên tiếng mà định chờ xem đã rồi tính sau tổng giám đốc lâm bây giờ tôi xin phép đi sắp xếp việc giao hàng chu thiến nhận lấy tài liệu mà lâm thanh nhã đã ký và nói tạm biệt đi đi nhớ kiểm tra lại một lần nữa trước khi giao hàng tuyệt đối không được để xảy ra sai sót lâm thanh nhã lại dặn dò lại tôi biết rồi tổng giám đốc cứ yên tâm chu thiến mỉm cười gật đầu sau đó quay người đi ra khỏi ngoài văn phòng mà lâm thanh nhã không nghĩ quá nhiều dù sao thì ở cả cái tập đoàn lâm thị này chu thiến chính là người cô tin tưởng nhất đồng thời cũng là tâm phúc trung thành nhất của cô khi còn học đại học Họ là bạn cùng lớp và cũng là người bạn thân thiết nhất của nhau. Về sau khi bước chân vào tập đoàn Lâm thị, Chu Thiến vẫn luôn đi theo cô. Cho đến nay, Chu Thiến đã trở thành trợ thủ đắc lực nhất của Lâm Thanh Nhã. Có rất nhiều chuyện cơ mật Lâm Thanh Nhã đều yên tâm giao cho Chu Thiến xử lý, có thể nói cô tin tưởng Chu Thiến 100%. Thậm chí, dù có nghi ngờ Diệp Thu thì cô cũng sẽ không nghi ngờ Chu Thiến. Từ đó có thể thấy cô tin tưởng Chu Thiến đến mức nào vì vậy khi chu thiến làm việc cô tất nhiên sẽ rất yên tâm tuy nhiên lâm thanh nhã không chú ý đến khoảnh khắc chu thiến bước ra khỏi văn phòng nụ cười trên khóe miệng cô ta lại hoàn toàn hóa thành ý cười diễu cợt sau khi chu thiến rời đi lâm thanh nhã quay đầu lại nhìn diệp thu ánh mắt trở nên lạnh lẽo cùng cực ánh nhìn ấy khiến cả người diệp thu không khỏi run lên anh vội vàng chỉ vào miệng mình ý rõ ràng là đang hỏi anh có thể nói chuyện được chưa Nói đi. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Phù. Diệp Thu thở vào nhẹ nhóm, sau đó anh nhìn Lâm Thanh Nhã, xấu hổ nói, vợ à, em nghe anh giải thích đi, vừa rồi anh thật sự không cố ý, anh chỉ muốn giải thích rõ ràng hộ em mà thôi. Hừ, Diệp Thu, anh bớt khua môi múa mép đi, trong lòng anh nghĩ thế nào tôi đều biết rất rõ, cứ đợi đi, chờ đến tối về nhà chúng ta sẽ tính tiếp. Lâm Thanh Nhã cười khẩy nói, ánh nhìn không có ý tốt đó khiến diệp thu cảm thấy ra đầu tê dại một dự cảm không lành trào dâng trong lòng diệp thu biết tối nay anh chắc chắn không thoát được rồi nhưng trước đó anh phải đi làm rõ một chuyện trước đã rốt cuộc chu thiến muốn làm gì vì lúc cô ta yêu cầu lâm thanh nhã ký tên vừa rồi biểu cảm của cô ta thực sự rất bất thường nghĩ đến đây diệp thu cũng cười làm lành anh nhìn lâm thanh nhã và nói à ừm vợ ơi tối nay về nhà em muốn phạt anh thế nào cũng được nến roi ra hay dây chói gì đó anh đều không than vãn anh im đi lâm thanh nhã đỏ hết cả mặt cô vừa gấp vừa tức chừng mắt nhìn diệp thu nghiến răng nói anh đang nói bậy bạ gì thế hả sao tôi có thể làm làm những chuyện ghê tởm như thế với anh được chứ đang nói nhảm gì vậy hệ hệ anh cứ nói thế thôi tóm lại tối nay em muốn làm gì anh anh cũng đều đồng ý hết tuyệt đối không phản kháng Diệp Thu cười tươi roi rói nói. Thật sao? Khóe môi lâm thanh nhã nhếch lên thành nụ cười mỉa mia, cô lạnh lùng nói, mong là đến lúc đó anh vẫn giữ đúng lời. Anh chắc chắn sẽ giữ lời, bây giờ anh đi được chưa? Diệp Thu vội vàng gật đầu, hơi sốt ruột hỏi. Anh lo nếu chậm chạp thêm một lúc nữa thì Chu Thiến sẽ chuồn mất tâm mất tích luôn. Anh rất không muốn ở lại đây nhỉ? Lâm Thanh Nhã lạnh lùng hỏi. Không phải, mấy hôm nay anh không đến công ty, công việc cần anh xử lý chắc chắn đã chất thành hàng đống hàng chồng rồi, anh phải mau mau đi giải quyết thôi, nếu không tối nay sẽ lại phải tăng ca, thế thì dù em có muốn phạt anh cũng không thể phạt được nữa mất. Diệp Thu lắc đầu, cười tỏa nắng nói. Hừ, lượn đi, tối nay tính sổ với anh sau. Lâm Thanh nhã hừ lạnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Anh biết rồi, bye bye vợ nhé. Diệp Thu vẫy tay, buộc lại vai áo bị đứt của mình, sau đó nhanh chóng lao ra khỏi phòng làm việc đến hành lang bên ngoài. Diệp Thu nhìn xung quanh, thấy cách đó không xa. Chu Thiến đang ung dung nhấc đôi chân thon dài thẳng tắp dảo bước về phía trước. Thấy thế, hai mắt Diệp Thu sáng lên, anh vội vàng đi theo. Với khả năng bám đuôi của Diệp Thu, Chu Thiến sẽ không bao giờ phát hiện ra được. Cứ thế, Diệp Thu đi theo Chu Thiến đến bãi đậu xe ở tầng hầm thứ hai của tòa nhà Lâm Thị. Chu Thiến nhìn quanh một lượt, sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, lúc này mới đi tới phía trước một chiếc Audi Q7 màu đen, mở cửa và ngồi vào vị trí phụ lái. Mà ở vị trí lái chính lúc này có một bóng người đang ngồi. Người này không phải ai khác mà chính là giám đốc bộ phận nhân sự của tập đoàn Lâm Thị, Châu Thiệu Phong. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thu cũng sững sờ. Sao hai người này lại ở cùng với nhau? Một người là trợ lý Lâm Thanh Nhã tin tưởng nhất, một người lại là kẻ thù không đội trời chung luôn đứng ở phe đối lập với Lâm Thanh Nhã. Hai người lại vậy mà lại có thể ngồi chung trong một chiếc xe. Diệp Thu lập tức ngửi thấy mùi âm mưu. Vì vậy anh không nói tiếng nào mà vội vàng ẩn mình đi, bước tới bên cạnh chiếc ô tô. Tình cờ có một cánh cửa xe chỗ ghế sau không được đóng chặt. Diệp Thu trốn luôn ở đây. Anh muốn nghe xem rốt cuộc hai người này đang âm mưu gì. chương 447, cầu nam nữ đừng vui mừng quá sớm chu thiến trợn mắt nhìn châu thiệu phong và hỏi giám đốc triệu bên bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa là do chính tay lâm thanh nhã đề cử ông ta vẫn luôn rất trung thành với lâm thanh nhã ông chắc chắn đã giải quyết xong phía ông ta rồi chứ kha kha trên đời này làm gì có lòng trung thành tuyệt đối chứ chỉ cần có tiền có chuyện gì mà không giải quyết được đâu châu thiệu phong cười khẩy khinh thường nói ông đã cho ông ta bao nhiêu chu thiến hơi cau mày nghi ngờ hỏi. Một triệu. Châu Thiệu Phong cười khẩy nói. Cái gì, một triệu? Trong mắt Chu Thiến hiện ra nét ngạc nhiên. Đúng vậy, là một triệu, bằng khoản tiền mà ông ta phải không ăn uống gì và làm việc không ngừng nghỉ trong 10 năm mới có thể kiếm được. Nên bây giờ chắc cô đã hiểu tại sao ông ta lại phản bội Lâm Thanh Nhã và giúp đỡ chúng ta rồi đúng chứ? Châu Thiệu Phong đắc chí nói. Vậy sau khi chuyện này thành công, tôi có thể nhận được bao nhiêu? Chu Thiến do dự trong giây lát và hỏi. Cô sao? Khóe miệng Châu Thiệu Phong nhếch lên thành một nụ cười nhìn ngẫm. Tay phải của ông ta đặt trên đôi chân mảnh mai xinh đẹp sỏ trong lớp vớ đen của Chu Thiến. Hành động này của ông ta khiến cơ thể mảnh khảnh của Chu Thiến run lên, cô định chống cự. Nhưng đúng lúc này, Châu Thiệu Phong lại dùng vẻ mặt dâm tà nói, đừng có làm bừa, nếu cô muốn nhận được nhiều hơn thì phải xem biểu hiện của cô thế nào. Nghe xong, Chu Thiến lập tức không dám nhúc nhích nữa, cô ta để mặc cho bàn tay mập mạp của Châu Thiệu Phong sảm sỡ mình, nghiến răng, lạnh lùng hỏi, rốt cuộc tôi có thể lấy được bao nhiêu? Cô muốn nhận được bao nhiêu? Châu Thiệu Phong hỏi với mặt hóm hình. 5 triệu. Chu Thiến không buồn suy nghĩ mà báo ra con số luôn. Ha ha, người ta nói đàn ông thường khá là tham lam, nhưng mà phụ nữ các cô dưới sự cám dỗ của đồng tiền cũng sẽ có đức hạnh này nhỉ, 5 triệu chu thiến ơi là chu thiến cô cũng thật sự dám nói ra cơ đấy châu thiệu phong cười khẩy nói với giọng điệu bấn cợt tôi sẽ hỏi ông có đưa hay không nếu ông không đưa tôi sẽ lập tức báo cáo với lâm thanh nhã chuyện ông đã làm ông đã lén lút thay đổi sản phẩm quan trọng của công ty khiến công ty mất đi những khách hàng quan trọng khi đó thì dù ông có là lão làng trong công ty là một thành viên hội đồng quản trị đi nữa thì nhà họ lâm cũng sẽ không buông tha cho ông đâu nhỉ chu thiến nghiến răng lạnh lùng nói. Ồ, cô đang đe dọa tôi đấy à? Châu Thiệu Phong nheo mắt và cười khẩy nói. Đam Mỹ hát văn. Không phải là đe dọa, tôi chỉ muốn lấy được thứ tôi xứng đáng nhận được thôi. Ông phải biết là, nếu không có tôi giúp ông lấy được chữ ký của Lâm Thanh Nhã, cho dù ông có hối lộ giám đốc triệu ở bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa, ông vẫn không thể chuyển được lô hàng này ra ngoài. Chu Thiến lạnh lùng nói. Cô nói đúng, nhưng 5 triệu thì quá nhiều, lương một tháng của cô là bao nhiêu? bảy nghìn tệ. 5 triệu thì cô có không ăn không uống cả đời cũng không kiếm được nhiều như thế đâu, tiền của tôi cũng không phải từ trên trời rơi xuống, hay là như thế này đi, cô giống với giám đốc triệu bộ phận kiểm tra chất lượng hàng hóa, mỗi người một triệu, được chứ? Châu Thiệu Phong định thương lượng. Không được, vai trò của tôi lớn hơn giám đốc triệu nhiều, dựa vào đâu mà tôi số tiền tôi nhận được lại bằng ông ta chứ? Một giá thôi, 3 triệu, được thì được, mà không được thì tôi sẽ đi tự thú với Lâm Thanh Nhã. Chu Thiến từ chối thẳng thừng luôn. Nghe vậy, Châu Thiệu Phong cũng cau mày suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nghiến răng nghiến lợi, hạ quyết tâm nói, được, 3 triệu thì 3 triệu, nhưng sau khi chuyện này thành công, cô phải làm tình nhân của tôi một năm, chỉ cần tôi gọi thì dù là lúc nào cũng đều phải có mặt. Ông nghĩ tôi là loại người nào? Gái bán hoa chắc. Sắc mặt Chu Thiến lạnh lẽo, cô ta hung hăng chừng mắt nhìn Châu Thiệu Phong, lạnh lùng nói, Châu Thiệu Phong, đừng có coi thường phụ nữ, nếu không có tôi, ông cũng đừng mong chuyện này thành công, tôi có thể giúp ông thành công, cũng có thể khiến ông mất hết tất cả. Sứt lời Chu Thiến hất bàn tay mập mạp đang sờ lung tung của Châu Thiệu Phong ra. Ôi trời! Châu Thiệu Phong sướng sờ trong giây lát, ông ta liếc nhìn cơ thể mảnh mai của Chu Thiến bằng ánh mắt dâm tà, sau đó khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đùa giỡn, thú vị đấy, Quả nhiên tôi không tìm nhầm đối tác, chỉ là tôi rất tò mò, rõ ràng quan hệ giữa cô và Lâm Thanh Nhã tốt như thế, Lâm Thanh Nhã còn luôn coi cô là tâm phúc, tại sao cô lại phản bội cô ta? Chỉ vì tiền thôi sao? Bởi vì tôi ghen tị với cô ta, tôi ghen tị với tất cả những gì cô ta có. Một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên trong đôi mắt đẹp của Chu Thiến, cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Sau đó, cô ta nhìn Châu Thiệu Phong và hỏi, còn ông thì sao? Tôi sao? Tôi bị dồn vào đường cùng. Châu Thiệu Phong nheo mắt, lạnh lùng nói, Lâm Vĩ, thiếu gia nhà họ Lâm, từng là người chống lưng cho tôi, nhưng bây giờ anh ta đã từ bỏ tôi và đứng về phía Diệp Thu với Lâm Thanh Nhã. Thật ra, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng đúng, người ta mới là người một nhà, tôi chỉ là một người ngoài, đến cuối cùng chắc chắn trở thành là con tốt thì thôi. Vì vậy, tôi phải ra tay trước khi bọn họ định xử lý tôi, CMN muốn giết tôi à? đừng có mơ, tôi sẽ giải quyết bọn chúng trước. Sau khi nghe Châu Thiệu Phong nói, Chu Thiến cũng là sửng sốt, cô ta cau mày, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Châu Thiệu Phong nói, vậy ông có chắc chắn lần này có thể lật đổ đám người lâm thanh nhã không? Chắc chắn 100%. Châu Thiệu Phong gật đầu vô cùng chắc chắn và diễu cợt nói, tập đoàn Scott là tồn tại như thế nào chứ? Nếu bọn họ phát hiện tập đoàn Lâm Thị gửi cho họ một lô hàng giả có độc và nhận ra mình bị Lâm Thị dỡn mặt, bọn họ nhất định sẽ vô cùng tức giận. Đến lúc đó, dưới lửa giận của tập đoàn Scott, có lẽ người phụ trách là Lâm Thanh Nhã, thậm chí là toàn bộ gia tộc họ Lâm, đều sẽ không tránh thoát được kiếp nạn này đâu. Còn tôi có thể nhân cơ hội này củng cố địa vị của mình trong hội đồng quản trị, đồng thời tiếp quản tập đoàn Lâm Thị và trở thành người chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh đấu này. Nói đến đây, trên gương mặt Châu Thiệu Phong tràn đầy niềm vui sướng, vẻ mặt ông ta dạng dỡ vô cùng, như thể ông ta đã ngồi được vị trí chủ tịch tập đoàn lâm thị vậy thế thì tôi sẽ chúc mừng ông trước đến lúc đó đừng có quên người đã giúp ông là tôi đấy chu thiến cười rồi nói yên tâm đi người đẹp của tôi đến khi đó vị trí ceo của lâm thanh nhã sẽ là của cô châu thiệu phong đưa tay nâng cầm chu thiến lên cười vui vẻ nói thật sao ánh mắt chu thiến sáng lên vẻ mặt đầy vui mừng hỏi đương nhiên là thật rồi chẳng phải cô ghen tị với cô ta sao đến khi đó cô sẽ có tất cả những gì cô ta có chỉ cần cô yên tâm đi theo tôi tất cả những gì cô có sẽ không chỉ là tiền thôi đâu châu thiệu phong đắc chí nói anh châu anh tốt với người ta quá chu thiến kích động nhào vào ngực châu thiệu phong sau này tôi sẽ còn đối xử với em tốt hơn nữa châu thiệu phong nhìn thân hình gợi cảm của chu thiến trong vòng tay mình còn cả đôi chân thon dài thẳng tắp mịn màng kia nữa dục vọng chiếm hữu trong mắt ông ta đột nhiên càng thêm rõ ràng hơn mà cuộc đối thoại của hai người từ đầu đến cuối. Đều lọt vào tai Diệp Thu đang trốn ở ngoài xe. Không chỉ vậy, anh còn tiện thể ghi âm lại bằng điện thoại di động của mình. Nhìn đôi nam nữ cặn bã đang ôm nhau trong xe. Khóe miệng Diệp Thu cũng nhếch lên thành nụ cười dữ tợn. Nếu hai người bọn họ làm những trò tồi tệ khác, chương 448, chim sẻ rình sau trong phút chốc ánh mắt diệp thu nhìn hai người bọn họ càng lúc càng trở nên băng giá một cơn lạnh lẽo khiếp người tỏa ra từ cơ thể diệp thu điều này khiến nhiệt độ xung quanh thình lình giảm xuống hai người trên xe cảm thấy phía sau lưng phát lạnh khiến bọn họ dùng hết cả mình sss chu thiến hít hàm một hơi vội vàng rời khỏi vòng tay của châu thiệu phong nghi ngờ hỏi anh châu anh có cảm thấy sau lưng hơi lạnh không cứ như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm chúng ta từ phía sau vậy Ừ, tôi cũng có cảm giác này." Châu Thiệu Phong cau mày gật đầu. Sau đó, cả hai lập tức nhìn về phía sau, nhưng ở đó lại không có gì cả. Cả hai không yên tâm nên đã vội vã xuống xe kiểm tra xung quanh, nhưng vẫn không phát hiện ra gì hết. Điều này khiến trong lòng hai người cũng có điều nghi ngờ. Là ảo giác sao?" Châu Thiệu Phong cau mày. "Hẳn là do chúng ta quá căng thẳng, chúng ta đừng ở đây nữa, giải quyết công việc quan trọng hơn." chu thiến suy nghĩ một lúc và đề nghị ừ đúng 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 công việc quan trọng em lập tức thông báo cho bộ phận liên quan giao hàng đi chúng ta phải giải quyết cho xong chuyện này càng sớm càng tốt kẻo đêm dài lắm mộng châu thiệu phong lập tức gật đầu còn anh thì sao chu thiến nghi ngờ hỏi tôi phải tranh thủ thời gian này mua chuộc mấy lãnh đạo cấp cao của công ty để đến khi lâm thanh nhã ngã ngựa tôi mới có thể thuận thế leo lên châu thiệu phong nói được vậy chúng ta chia ra hành động đi chu thiến gật đầu sau đó cầm tài liệu đi về phía thang máy còn châu thiệu phong cũng nhanh chóng trở lại xe và lái ra khỏi bãi đậu xe dưới tầng hầm tuy nhiên điều mà cả hai người đều không biết là trên trần của bãi đậu xe ngầm có một cặp mắt đang quan sát họ không phải ai khác người này chính là diệp thu nhìn bóng dáng hai người diệp thu nheo mắt lại khóe miệng nở nụ cười bớn cợt anh lấy điện thoại di động ra, gọi cho Âu Dương Hảo, giúp tôi liên lạc với Kuro của gia tộc Scott, tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Sau đó, Diệp Thu cúp điện thoại. Nhìn về hướng Chu Thiến và Châu Thiệu Phong rời đi, một tia sáng lạnh lẽo lóe lẽ lên trong mắt Diệp Thu, anh cười khẩy nói, nếu trò chơi đã bắt đầu rồi thì đừng có để nó dừng lại. Trở lại công ty, Diệp Thu cũng không vội đi tìm Lâm Thanh Nhã mặc dù bây giờ anh có bằng chứng cho thấy châu thiệu phong và chu thiến đang cấu kết với nhau làm chuyện xấu chỉ cần anh giao đoạn ghi âm trong điện thoại di động của mình cho lâm thanh nhã lâm thanh nhã chắc chắn sẽ có thể kịp thời ngăn chặn tất cả những điều này xảy ra nhưng nếu như thế đến cuối cùng bọn họ cùng lắm chỉ có thể trừ khử đôi cầu nam nữ là châu thiệu phong và chu thiến mà thôi mà đó chắc chắn không phải là điều mà diệp thu muốn thấy phải biết là Bây giờ tập đoàn Lâm thị nhìn từ bề ngoài thì như đang nằm dưới sự kiểm soát của Lâm Thanh Nhã, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều phe phái. Đầu tiên là phe ủng hộ Lâm Vĩ. Tiếp đến là đám lão làng của công ty như Châu Thiệu Phong lại là một phe khác. Đám người này thường ngấm ngầm chống đối Lâm Thanh Nhã và gây ra thiệt hại cho công ty. Vì vậy Diệp Thu muốn lợi dụng cơ hội này để một lần tóm gọn tất cả những kẻ chống lại Lâm Thanh Nhã. Có lẽ trong trường hợp bình thường thì muốn tìm ra những kẻ này là điều rất khó. Nhưng lần này lại là một cơ hội rất tốt. Theo ý của Châu Thiệu Phong thì, sau khi kế hoạch này thành công, chắc chắn ông ta sẽ lôi kéo một số lãnh đạo cấp cao của công ty để ủng hộ ông ta nhậm chức chủ tịch. Đến khi đó, ai ủng hộ Châu Thiệu Phong thì cứ xử kẻ đó là được. Đây là cách dễ nhất để phân biệt kẻ thù và người của mình cũng là thời cơ thuận lợi để giúp Lâm Thanh nhã kiểm soát hoàn toàn tập đoàn Lâm Thị, cho nên tất nhiên đầu tiên Diệp Thu phải đợi đá, đợi Châu Thiệu Phong bắt đầu vở kịch này. như vậy thì anh mới có thể trở thành chim sẻ rình sau thuận lợi bắt mồi được. mọi thứ đều đã được lên kế hoạch, chỉ còn chờ Châu Thiệu Phong và đồng bọn của ông ta tự chui vào lưới thôi. bước vào bộ phận kinh doanh quen thuộc, sau khi mọi người đang làm việc nhìn thấy Diệp Thu, ánh mắt của họ tràn đầy sự ngạc nhiên bởi vì diệp thu đã biến mất vài ngày bọn họ đều tưởng rằng diệp thu đã từ chức và không đi làm nữa chào cả nhà diệp thu mỉm cười chào mọi người nghe vậy hà tình tình đang cặm củi cúi đầu làm việc lập tức ngẩng lên nhìn sang khi cô nhìn thấy diệp thu khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lập tức tràn đầy sự ngạc nhiên và vui mừng anh anh diệp mấy ngày nay anh đi đâu thế nói thật thì mấy ngày nay diệp thu không đến làm việc trong lòng cô cảm thấy trống rỗng lạ thường cô rất muốn được nhìn thấy diệp thu nhưng mỗi khi cô lướt đến số điện thoại của diệp thu muốn gọi cho diệp thu cô lại không có dũng khí ấy cô cũng không biết mình bị làm sao nữa một cảm xúc khó có thể dùng lời nói để hình dung được cứ luôn thấp thỏm trong lòng cô bây giờ cuối cùng cũng thấy diệp thu đến trong lòng cô vô cùng vui vẻ tôi thấy hơi không khỏe nên xin nghỉ hai ngày diệp thu mỉm cười nói tôi còn tưởng anh không đi làm nữa rồi. Hà tình tình bĩu môi, vẻ mặt rất tủi thân. Sao lại thế được, tôi vừa mới được thăng chức thành trưởng nhóm kinh doanh, sao tôi lại nghỉ việc chứ? Nếu không đi làm thì tôi biết lấy gì mà đổ vào mồm đây. Diệp Thu cười và nói. Cũng đúng. Hà tình tình trầm ngâm gật đầu. Sao nào, công việc mấy hôm nay vẫn suôn sẻ chứ? Công việc, ánh mắt Hà tình tình bỗng trở nên ảm đạm, sau đó cô cười gượng nói vẫn tạm ổn thấy thế diệp thu cũng nheo mắt lại bởi vì biểu cảm của hà tình tình cho anh thấy hiển nhiên mọi chuyện không phải như thế sao vậy đã xảy ra chuyện gì hà diệp thu thắc mắc hỏi hà không không có gì to tát anh cũng đã giúp đỡ tôi và gia đình tôi kha khá rồi chuyện này tôi sẽ tự xử lý cố gắng không làm phiền đến anh hà tình tình lắc đầu nụ cười trên môi vô cùng miễn cưỡng vừa nghe vậy diệp thu cũng như có điều suy tư mà gật đầu nếu hà tình tình đã nói như vậy rồi thì tất nhiên anh cũng sẽ không gặng hỏi nữa cùng lắm là đợi tới khi hà tình tình thật sự không giải quyết được thì anh lại ra tay cũng không muộn thời gian một buổi chiều nói nhanh cũng không nhanh mà bảo là chậm thì cũng không chậm chớp mắt đã đến giờ tan làm diệp thu dọn dẹp qua mặt bàn đang chuẩn bị đứng lên đi về nhưng đúng lúc này anh phát hiện chuyện ngôn tình hà tình tình lại vẫn ngồi im trước bàn làm việc không hề nhúc nhích thấy thế trong ánh mắt diệp thu hiện lên sự nghi ngờ phải biết là lúc trước hà tình tình là một người rất tích cực với việc tan làm thường là vừa đến giờ tan làm diệp thu chưa kịp đứng dậy thì cô đã thu dọn đồ đạc xong gọi diệp thu cùng nhau về nhà rồi sao hôm nay lại có phản ứng bất thường thế này Diệp Thu đứng dậy đi về phía trước, nhìn Hà Tình Tình, nghỉ ngờ hỏi. À, tôi, lát nữa tôi về, anh cứ đi trước đi. Sắc mặt Hà Tình Tình lập tức thay đổi, cô ngượng ngùng nói. Lát nữa, Diệp Thu cau mày, cảm thấy có gì đó sai sai. chương 449, Hà Tình Tình là kẻ thứ ba. Con hồ ly tinh Hà Tình Tình đâu rồi? Sau khi giọng nói này vang lên, mọi người trong bộ phận kinh doanh đang chuẩn bị ra về đều sững sờ bao gồm cả diệp thu tất cả mọi người đều quay lại nhìn hà tình tình còn hà tình tình lúc này mặt mày càng thêm tái mét trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi như thể cô ta vừa nghe thấy một âm thanh gì đó rất đáng sợ thấy vậy diệp thu cũng cau mày đúng lúc này ở cửa phòng của bộ phận kinh doanh một người phụ nữ trung niên dáng người mập mạp vai hùm lưng gấu từ ngoài sông vào tuy nhiên dù bà ta trông khá là hung hãn vóc người cũng đầy đặn lạ thường. Nhưng trang phục bà ta mặc lại không hề rẻ chút nào. Chiếc sườn xám chất liệu lụa tơ tầm màu đỏ đặt làm riêng của Gucci mà bà ta mặc. Một chiếc cũng có giá ít nhất là hàng chục nghìn tệ. Còn chuỗi vòng ngọc trai bà ta đeo trên cổ cũng có giá ít nhất là trên 6 đơn vị. Phối với mái tóc xoăn dài ngang vai sặc mùi nhà giàu mới nổi. Hiển nhiên, đây không phải là một người dễ chọc. Từ ánh mắt hung hãn của bà ta cũng đủ để nhìn ra điều này. Hà Tình Tình đâu? Con điếm lẳng lơ nhà mày, nhanh chân cút ra đây cho bà. Người phụ nữ trung niên vừa bước vào đã quát thẳng vào mặt tất cả mọi người trong bộ phận kinh doanh với giọng điệu vô cùng hung ác. Điều này khiến sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Gương mặt nhỏ nhắn của Hà Tình Tình thì lại càng thêm tái nhợt. Lúc này, Lý Soái giám đốc bộ phận kinh doanh hiển nhiên cũng bị giọng nói hung hãn của người phụ nữ trung niên này thu hút sự chú ý. Nhắc thấy khí thế hùng hổ của người phụ nữ trung niên. Lý Soái vội vàng bước tới, cao mày hỏi, cho hỏi, bà tìm Hà Tình Tình có chuyện gì à? Anh là ai? Cấp trên của Hà Tình Tình sao? Người phụ nữ trung niên liếc mắt nhìn Lý Soái và hỏi với vẻ khinh bỉ. Đúng vậy, tôi là giám đốc bộ phận kinh doanh, bà có vấn đề gì thì có thể nói chuyện với tôi, mong bà đừng to tiếng gây ẩm ý trong công ty của chúng tôi lý soái gật đầu nói với vẻ mặt rất nghiêm túc nói chuyện với anh anh có thể quản lý được chuyện này sao lại còn không được to tiếng gây ồn ào trong công ty của các người nữa chứ há hôm nay bà đây cứ to tiếng ồn ào đấy anh có thể làm gì được tôi nào người phụ nữ trung niên ngạo mạn nói mà giọng bà ta thì còn càng lúc càng oang oang hơn nét mặt lý soái lập tức xa sầm anh ta lạnh lùng nói, "Vị phu nhân này, mong bà đừng tiếp tục gây sự một cách vô lý như thế nữa. Nếu bà còn tiếp tục làm vậy, tôi chỉ có thể gọi nhân viên bảo vệ đưa bà ra ngoài thôi." "Trời ơi, sợ quá cơ, có giỏi thì anh gọi bảo vệ thử xem, hôm nay bà đây cứ đứng ở đây đấy, để tôi xem ai dám động vào tôi." Người phụ nữ trung niên lườm Lý Soái và nói với vẻ khinh thường. "Đúng là ngang ngạnh." Lý Soái lắc đầu, sau đó anh ta lập tức gọi điện cho bộ phận an ninh nói alo có người đang gây sự ở ở bộ phận kinh doanh lập tức cử vài bảo vệ tới đây đi khoảng tầm một phút sau hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp ngay sau đó bốn nhân viên bảo vệ mặc đồng phục xông vào bộ phận kinh doanh lý soái thấy thế bèn chỉ vào người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói đưa bà ta ra khỏi đây đi vâng bốn nhân viên bảo vệ gật đầu rồi bước lên phía trước ai dám động vào tôi người phụ nữ trung niên lập tức hét váng lên sau đó bà ta dùng ánh mắt hung dữ trừng lý soái và mọi người có mặt ở đây huênh hoang nói các người có biết chồng tôi là ai không chồng tôi là vương đặc nam phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại long phương một khách hàng lớn của công ty các người đấy nếu các người dám động vào tôi tôi nhất định sẽ khiến tất cả các người phải mất việc khi người phụ nữ trung niên vừa dứt lời vẻ mặt của Lý Soái và mọi người trong bộ phận kinh doanh thay đổi ngay lập tức. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Long Phương. Trong số tất cả các khách hàng của tập đoàn Lâm Thị. Công ty này dù không lọt được vào top 5 nhưng chỉ ít nó cũng nằm trong top 10. Đây quả thật là khách hàng lớn của tập đoàn Lâm Thị. Và chồng của người phụ nữ trung niên này lại là Vương Đặc Nam, phó tổng giám đốc của Long Phương. Nếu thực sự đắc tội với người này, Vậy thì đối phương cũng chỉ cần một câu thôi là có thể giải quyết tất cả bọn họ chỉ trong vòng một nốt nhạc. Vừa nghĩ đến đây, Lý Soái vội vẫy tay với các nhân viên bảo vệ và ngăn họ lại, lui xuống trước đi. Bốn nhân viên bảo vệ cũng không ngốc, họ biết đây là cục xương cứng, bèn vội vàng lui sang một bên. Thấy vậy, nụ cười đắc chí trên mặt người phụ nữ trung niên lập tức càng thêm rõ ràng hơn. Vị phu nhân này, hóa ra bà là phu nhân của Phó tổng Vương thật xin lỗi vì đã không thể tiếp đón từ xa, mong bà thứ lỗi. Lý Soái vội vàng đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, ấy náy nói. Ôi trời, thằng nhóc anh cũng rất biết điều đấy, làm thế này từ đầu có phải hơn không? Cứ phải lắm lời như thế làm gì chứ? Người phụ nữ trung niên liếc mắt Lý Soái và nói với vẻ khinh thường. Đúng, 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 bà nói đúng lắm, vừa nãy là do tôi ngu dốt. Lý Soái vội vàng gật đầu, đừng có nói nhảm nữa, mau giao hà tình tình ra đây, bằng không tôi sẽ cho các người đẹp mặt đấy. Người phụ nữ trung niên xa sầm nét mặt, lạnh lùng nói. Chuyện này, Lý Soái liếc mắt nhìn sang chỗ hà tình tình, vẻ mặt vô cùng khó xử. Trong khí thế của người phụ nữ trung niên này là đủ hiểu. Rõ ràng bà ta đến hoàn toàn không có ý tốt. Nếu là nhân viên bình thường thì trong trường hợp này, anh ta thèm mà quan tâm nhưng vấn đề ở đây là người này lại là hà tình tình mà hà tình tình lại khá thân thiết với diệp thu lỡ như bây giờ anh ta bán đứng hà tình tình lát nữa diệp thu sẽ tìm anh ta lý sự thế thì anh ta cũng chẳng gánh nổi đâu vì vậy bây giờ anh ta cũng không biết nên làm thế nào cho phải sao đây anh không muốn à người phụ nữ trung niên nheo mắt lại lạnh lùng hỏi không phải tôi không muốn mà là tôi lý soái nhất thời không biết nên nói gì hiện giờ diệp thu đang quan sát anh ta từ phía sau anh ta không thể bán đứng hà tình tình ở ngay trước mặt diệp thu được làm thế khác nào ngứa đòn chứ nhưng mà chồng của người phụ nữ trung niên này là vương đặc nam đó cũng là người mà anh ta không đắc tội nổi điều này khiến anh ta thực sự không biết phải làm thế nào cho phải và ngay khi anh ta đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan đừng ép hỏi anh ta nữa tôi là hà tình tình một giọng nói trong trẻo và thanh thúy đột nhiên vang lên trong văn phòng vừa nghe thấy giọng nói này tất cả mọi người đều sững sờ bao gồm cả người phụ nữ trung niên và lý soái tất cả đều quay đầu lại và nhìn về hướng phát ra giọng nói bọn họ thấy hà tình tình đã đứng dậy khỏi ghế và đi về phía bên này diệp thu vốn định kéo hà tình tình lại nhưng sau khi suy nghĩ trong giây lát anh đã từ bỏ suy nghĩ này anh định xem xem chuyện này sẽ đi đến đâu rồi tùy cơ ứng biến sau. Hà Tình Tình, cô, Lý Soái nhìn Hà Tình Tình, vẻ mặt muốn nói lại thôi. Giám đốc, chuyện này do tôi gây ra, cứ để tôi tự giải quyết, sẽ không khiến anh phải khó xử đâu. Hà Tình Tình nhìn Lý Soái, gắng ngượng nặn ra một nụ cười. À, được rồi, thế cô cẩn thận một chút. Lý Soái thở dài và nhanh chóng lùi sang một bên. Chương 450, rất ngang ngược kẻ thứ ba. Trong xã hội ngày nay, cái tên gọi này bị người người phỉ nhổ, người người hô đánh như chuột chạy qua đường. Một khi có người nào bị gắn cho cái mác là kẻ thứ ba, thì chắc chắn người đó sẽ bị hàng nghìn người chửi rủa và sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Bởi vì tất cả mọi người đều vô cùng căm hận kẻ thứ ba, bọn họ chỉ muốn băm vằm kẻ thứ ba này ra làm trăm mảnh. Tuy nhiên, điều khiển mọi người không ngờ đến là một cô gái thường ngày trông dễ thương và ngoan ngoãn như Hà Tình Tình, vậy mà lại chọn làm kẻ thứ ba và phá hoại gia đình nhà người khác. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình rong được, trong phút chốc. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Hà Tình Tình lập tức tràn đầy khinh thường cùng chế nhạo. Chỉ có Diệp Thu. Lúc này, anh khẽ cao mày, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng câu chuyện này. Bởi vì anh hiểu Hà Tình Tình. Trước đây, hoàn cảnh gia đình của Hà Tình Tình vô cùng nghèo khổ. Mẹ ốm nặng phải nằm viện, tiền thuốc men hàng ngày rất cao. Ngoài ra, cô còn phải chu cấp cho đứa em trai đi học. Có thể nói, gánh nặng của cả gia đình đều đè nặng trên đôi vai cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy lại chưa từng bị cuộc sống làm cho gục ngã, cô ấy dùng bờ vai mềm mại của mình gánh vác cả một gia đình và vẫn luôn kiên trì cho đến tận bây giờ. Thực ra, với vẻ ngoài của cô ấy, nếu cô ấy thực sự muốn đi con đường tắt này, thì cô ấy đã được đám nhà giàu bao nuôi từ lâu. Không cần thiết phải chịu đựng nhiều khổ sở như thế. Nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Cô ấy dựa vào chính bản thân mình, cố gắng nỗ lực giải quyết mọi việc, chưa từng có ý định dựa dẫm vào người khác. Điều này đủ để chứng minh những phẩm chất tuyệt vời và đáng quý của cô ấy. Một người như vậy sao có thể đi làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác được cơ chứ? Hơn nữa, trước đây, dù nghèo túng như thế nhưng cô ấy vẫn có thể kiên cường vượt qua. Bây giờ nhà cô ấy vừa mới phá rỡ, lại nhận được một khoản tiền bồi thường không hề nhỏ, cho nên có thể nói là cô ấy hoàn toàn không hề thiếu tiền. Sao cô ấy có thể chạy đi làm kẻ thứ ba được chứ? Cho nên Diệp Thu tin chắc rằng Hà Tình Tình nhất định sẽ không làm như vậy. Bà Vương, đề nghị bà đã nói chuyện thì phải có chứng cứ rõ ràng, sao bỗng dưng tôi lại trở thành kẻ thứ ba thế hả? Hà Tình Tình nghiến răng nghiến lợi, tức đến phát run nói: mặc dù cô rất sợ người phụ nữ trung niên này nhưng vì sự trong sạch của mình cô vẫn phải kiên trì đấu tranh đến cùng với người đàn bà này dù thế nào đi nữa cô cũng không thể để người phụ nữ trung niên này gán cái mắc kẻ thứ ba chết tiệt kia lên người mình được chứng cứ ấy hả mày mượn cớ bàn công việc kinh doanh liên tục liên lạc với lão vương nhà tao yêu cầu chồng tao phải mua túi sách hàng hiệu đồ trang sức và mỹ phẩm cho mày các người mới quen biết nhau bao nhiêu ngày mà chồng tao đã đổ mấy chục ngàn tệ lên người mày rồi, đấy không phải bằng chứng thì là cái gì? Hả? Người phụ nữ trung niên hung hăng chừng mắt nhìn Hà Tình Tình, vẻ mặt âm trầm nói. Hà Tình Tình lập tức lắc đầu, thật ngại quá, tất cả những gì bà nói đều là thứ mà ông Vương đơn phương muốn mua cho tôi, hơn nữa tôi đã từ chối hết và không nhận bất cứ món đồ nào cả. Thậm chí, ông ta còn lấy chuyện này để đe dọa tôi, ông ta bảo nếu tôi không nhận đồ của ông ta thì ông ta sẽ khiến công ty sa thải tôi. Nếu không tin, bà có thể xem tin nhắn ông Vương gửi cho tôi, từ lúc ông ta bắt đầu quấy rối đến khi đe dọa tôi sau này, tôi đều lưu lại hết. Nói rồi, Hà Tình Tình lập tức lấy điện thoại di động ra, mở phần lịch sử tin nhắn, giờ tới trước mặt người phụ nữ trung niên. Bốp, nhưng mà, người phụ nữ trung niên kia cũng chẳng thèm nhìn tới, bà ta hất bay điện thoại của Hà Tình Tình nói với vẻ vô cùng ngang ngược, đừng có viện nhiều cớ như thế, nếu như mày không dụ dỗ lão vương nhà tao trước thì sao ông ấy lại mua nhiều đồ cho mày như thế chứ? Hơn nữa tao thấy, không phải là mày không muốn nhận mà chỉ là mày đang thả con săn sắt để bắt con cá rô thôi, mày định đợi lão vương nhà tao mua cho mày nhà, sắm cho mày xe có đúng không? Bà đây khinh. Cái trò mèo của loại hồ ly tinh chuyên đi dụ dỗ đàn ông như mày tao còn lạ gì nữa, mày đúng là con điếm không biết xấu hổ thế nào thì được gọi là ngang ngược. Bà cô này chính là ví dụ điển hình nhất đây này. Cái gì cũng không thèm nghe, bằng chứng cũng không thèm xem. Cứ luôn mồm khẳng định Hà Tình Tình là hồ ly tinh, là con giáp thứ 13. Đúng là ngu hết thuốc chữa. Trong phút chốc, Hà Tình Tình tức đến run cả người. Nhưng lại bất lực vì thân phận của đối phương. Cô chỉ có thể hít sâu một hơi, cố nhịn xuống cơn giận dữ của mình mà giải thích, bà Vương Tuy tôi biết rằng hiện tại bà đang rất tức giận, nhưng mong bà hãy chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình. Tôi biết bà là người có tiền có quyền, đứng trước mặt bà, tôi chỉ là một nhân viên quèn thấp cổ bé học, nhưng nhân viên quèn cũng có lòng tự trọng của nhân viên quèn, mong bà đừng tùy tiện sỉ nhục tôi. Hơn nữa, trong chuyện này, người có vấn đề không phải là tôi, sai cũng không phải do tôi, mà là Phó tổng Vương, vì thế tôi mong bà hãy về nhà và làm rõ mọi chuyện rồi hẵng đưa ra kết luận, được chứ? Tuy nhiên, Hà Tình Tình không nói những lời này thì còn ổn. Cô vừa nói xong, vẻ mặt của người phụ nữ trung niên lập tức xa sầm đôi mắt của bà ta trợn trừng như sắp lồi ra ngoài. Ôi trời nghe kìa, con hồ ly tinh nhà mày còn dám phản bác lại lời tao nói nữa đúng không? Hôm nay bà đây phải cào nát cái bản mặt của mày ra, để xem không có cái gương mặt hồ ly dâm đãng này, mày còn định dụ dỗ đàn ông như thế nào? Nói rồi, Người phụ nữ trung niên giơ bộ vuốt của mình lên, định cào vào mặt Hà Tình Tình. Đừng thấy phụ nữ trung niên mập mạp mà lầm. Tốc độ của bà ta không hề chậm chạp chút nào đâu. Một phát cào này vừa nhanh vừa mạnh. Hơn nữa, bà ta còn vừa mới làm móng tay, móng tay của bà ta bây giờ vừa dài vừa sắc. Nếu bộ vuốt này thật sự cào lên gương mặt mịn màng non mềm của Hà Tình Tình, Hà Tình Tình chắc chắn sẽ bị hủy dung. Trông thấy động tác của người phụ nữ trung niên, Hà Tình Tình cũng giật hết cả mình. Cô không ngờ người phụ nữ trung niên nói làm là làm. Mà khi cô kịp phản ứng lại thì đã quá muộn để né tránh. Mắt thấy bộ vuốt sắc nhọn của người phụ nữ trung niên sắp cào vào mặt mình. Đôi mắt xinh đẹp của Hà Tình Tình tràn đầy tuyệt vọng. Thậm chí, cô còn chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị hủy dung rồi. Tuy nhiên, đúng lúc này. Một tiếng, view, vang lên. Một bóng đen vụt qua và chắn trước người Hà Tình Tình và phát khảo của người phụ nữ trung niên cũng đã bị bóng đen này chặn lại trông thấy cảnh này cả hà tình tình và người phụ nữ trung niên đều sửng sốt sau khi hà tình tình thấy rõ bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt cô là ai khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn đầy vẻ kinh ngạc bởi vì bóng dáng đó không phải ai khác mà chính là diệp thu người vẫn luôn im lặng từ đầu tới giờ vừa rồi anh vẫn luôn lắng nghe cũng xem như hiểu được toàn bộ những gì xảy ra chuyện đại khái là phó tổng giám đốc của công ty thương mại long phương vương đặc nam thấy sắc đẹp nên nổi lòng tham mượn cớ thảo luận công việc kinh doanh muốn hẹn hò với hà tình tình nhưng bị hà tình tình thẳng thừng từ chối thậm chí ông ta đã liên tục tấn công bằng những viên đạn bọc đường nhưng vẫn không thể khiến hà tình tình lung lay kết quả là cuối cùng chuyện này bị vợ ông ta biết được bà ta xông thẳng tới nơi làm việc nói trắng ra đây chỉ là một hiểu lầm mà thôi chỉ cần Hà Tình Tình và người phụ nữ trung niên làm sáng tỏ hiểu lầm thì sẽ chẳng có chuyện gì hết. Bởi vì vấn đề thực sự nằm ở vương đặc nam kia cơ. Nhưng ai ngờ đâu, người phụ nữ trung niên này cũng là một thành phần ngang ngược hết sức, bà ta cứ khăng khăng cho rằng Hà Tình Tình là kẻ thứ ba, bảo là Hà Tình Tình dụ dỗ chồng bà ta, thậm chí còn định động tay động chân với Hà Tình Tình. Đương nhiên, Diệp Thu không thể trơ mắt đứng nhìn được. Audio điện tử võ tấn bền Chương 451, Diệp Thu, cậu mau chạy trốn đi. Cô vẫn ổn chứ? Diệp Thu nhìn Hà Tình Tình, mỉm cười hỏi. Tôi, tôi vẫn ổn. Hà Tình Tình lắc đầu, sau đó có chút ngượng ngùng nói, anh Diệp, chuyện này tôi có thể tự giải quyết được. Cô định giải quyết thế nào? Nếu tôi không giúp cô thì giờ mặt cô đã bị bà ta cào nát rồi đấy, chẳng lẽ cô muốn trở thành cô nàng xấu xí à? Diệp Thu cười hỏi, tôi, Hà Tình Tình bĩu môi cúi đầu xuống thôi cứ giao cho tôi đi diệp thu mỉm cười sau đó quay lại nhìn về phía người phụ nữ trung niên anh hít mắt nhẹ giọng nói bà nên biết điểm dừng cậu nghĩ cậu là ai dám xen vào việc của tôi cậu không muốn sống nữa hả hay là không cần công việc nữa phải không người phụ nữ trung niên hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu bà ta lớn tiếng một cách vô cùng hống hách tôi có cần công việc của mình hay không không phải chỉ cần bà nói là có thể quyết định được. Khóe môi Diệp Thu hơi nhếch lên, anh nói với vẻ mặt nghiền ngẫm. Hừ, chắc cậu đây không biết chồng tôi là ai thì phải nhỉ. Cậu biết Phương Đặc Nam, phó tổng giám đốc của thương mại Long Phương chứ? Chỉ cần ông ấy đánh tiếng với cấp trên của cậu, cậu sẽ bị sa thải ngay lập tức, hiểu vấn đề chưa? Người phụ nữ trung niên hừ một tiếng, khinh thường nói. Không hiểu cho lắm, diệp thu lắc đầu ôi trời ạ à, thằng nhóc cậu đúng là không biết sợ là gì nhỉ bỏ tay tôi ra ngay nếu không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận đấy người phụ nữ trung niên nghiến răng nghiến lợi nói bỏ tay bà ra cũng được nhưng bà phải đồng ý với tôi hai việc thứ nhất là rời khỏi đây ngay lập tức thứ hai là không được phép quấy dày hà tình tình nữa bà đồng ý đi rồi tôi sẽ thả tay bà ta ngay diệp thu thản nhiên nói đi cái đầu mày ý người phụ nữ trung niên hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu há mồm mắng chửi đúng là cái đồ không biết thời thế mày có biết bây giờ mày đang làm gì không dám xía vào việc của bà đây còn dám ra điều kiện với tao nữa hả mày có tin tao chỉ cần một cú điện thoại thôi cũng có thể khiến mày mất việc thậm chí còn có thể khiến mày không thể tiếp tục sống ở cái đất giang châu này nữa không hả cái thằng chó đẻ ti tiện này nghe bà ta nói vậy nét mặt diệp thu lập tức trầm xuống trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo anh lạnh lùng nói: "Bà vừa nói cái gì? Bà lặp lại lần nữa xem." "Trời ơi." Người phụ nữ trung niên nhướng mày, ngạo mạn nói: "Mày thật sự là một thằng ti tiện à, sao nào?" "Tao bảo mày là loại chó đẻ ti tiện đấy có được không? Cái thằng có mẹ đẻ ra mà không có mẹ nuôi như mày, mày biết tao là ai không? Mày có biết tao có quyền lực lớn đến mức nào không? Thế mà cái thằng ngu nhà mày lại dám xía vào chuyện của tao, xem ra mày thật sự chán sống rồi nhỉ?" Mày có tin tao gọi người tới đập chat." Một tiếng và chói tai đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trên gò má phải núng nính của người phụ nữ trung niên lập tức hiện rõ dấu vết hình bàn tay đỏ như máu. Và cái tát này không chỉ khiến người phụ nữ trung niên sững sờ, mà cũng khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều được mặt ra. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Diệp Thu, bởi vì cái tát này chính là do Diệp Thu làm điều này khiến tất cả mọi người lập tức cảm thấy ra đầu tê dại. Người phụ nữ trung niên này là ai? Bà ta là vợ của Vương Đặc Nam, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Long Phương. Một nhân vật với chức vụ lớn như thế đâu phải người mà đám nhân viên quèn như họ có thể dây vào được. Nếu vì chuyện này mà đắc tội với một khách hàng lớn như thương mại Long Phương, vậy thì sẽ thật sự toi đời đấy. Đây chính là nhược điểm của người trẻ tuổi, suy cho cùng anh ta vẫn còn quá trẻ, không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân rất dễ bốc đồng bây giờ thì hay rồi một thảm họa lớn đã xảy ra không ai có thể cứu nổi anh ta nữa nghĩ đến đây nhiều người có mặt đều lắc đầu họ nhìn diệp thu bằng ánh mắt đầy thương cảm và tiếc nuối tuy nhiên đối mặt với tình huống này bản thân diệp thu lại vẫn rất bình tĩnh anh vốn dĩ không muốn đánh một người phụ nữ nhưng cái mồm thối của ả đàn bà trung niên này lại dám sỉ nhục mẹ anh đây là điều cấm kỵ sâu trong lòng anh bất cứ người nào cũng đều không được phép động đến nó cho nên đừng nói bà ta là phu nhân của khách hàng lớn gì đó của công ty cho dù bà ta có là ông rời đi nữa hôm nay diệp thu cũng phải tẩy uế cho cái mồm này của bà ta á à, mày mày dám đánh tao mày có biết mày đã làm gì không người phụ nữ trung niên dùng một tay ôm lấy má mình hai con mắt nhìn trừng trừng vào diệp thu giận dữ gào ầm lên tốt hơn hết là bà nên giữ cho cái mồm mình sạch sẽ vào, nếu không, tôi sẽ cho bà biết hậu quả nghiêm trọng đến mức nào đấy. Diệp Thu lạnh lùng nói, ôi cái thằng thần kinh này, tao nhẹ nhàng với mày quá rồi đúng không? Người phụ nữ trung niên hiển nhiên không nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bà ta nhìn chằm chằm Diệp Thu, vẫn rất kiêu ngạo quát lớn, có giỏi thì mày động vào tao lần nữa xem, có giỏi thì mà đánh tao lần, chát. Tiếng tát giòn giã lại vang lên. Lần này, Diệp Thu tát lên má trái của người phụ nữ trung niên, chỉ trong nháy mắt, phần mặt bên trái của người phụ nữ trung niên cũng lập tức trở nên sưng đỏ, khiến khuôn mặt vốn đã béo núc ních của bà ta lại béo lên một vòng. À, người phụ nữ trung niên tức đến sắp phát điên, bà ta nhìn thẳng vào Diệp Thu rồi gần từng tiếng một, mày chết chắc rồi con ạ, à. mày chết chắc rồi, tao phải chát. Lại một cái tát vang dội nữa vang lên, tao sẽ giết mày chát, thằng chó, mày, chát. Cứ như thế, sau mười mấy cái tát liên tiếp, cả khuôn mặt của người phụ nữ trung niên sưng to như cái đầu heo. Còn miệng của bà ta cũng bị vả cho sưng phù, vừa xanh vừa tím. Người phụ nữ trung niên lúc này, bà ta bị diệp thu vả cho choáng cả người, cảm giác hiện tại của bà ta như đang bị chấn động não khi vừa trải qua một vụ tai nạn. Và thân hình mập mạp của bà ta loạn trà loạn choạng. Sau đó, một tiếng, phịch, bỗng vang lên. Người phụ nữ trung niên thậm chí còn không đứng vững nổi, bà ta ngã ngồi trên đất, mãi vẫn chưa bỏ dậy được. Trông thấy toàn bộ quá trình. Mọi người có mặt trong phòng đều sướng sờ. Điên rồi, bọn họ cảm thấy chắc chắn Diệp Thu điên rồi. Ngay cả vợ của khách hàng lớn của công ty mà anh cũng dám đánh cho như thế này. Thế thì khác gì chọc thủng trời hả? Chuyện đến nước này, mất việc chỉ là chuyện nhỏ lát nữa nếu vương đặc nam thật sự tới đây tính sổ thì có lẽ ngay cả cái mạng nhỏ của diệp thu cũng chưa chắc đã có thể giữ được ấy chứ dù sao người ta cũng là một phó tổng giám đốc vừa có tiền lại vừa có quyền còn diệp thu lại chỉ là một trưởng nhóm kinh doanh nho nhỏ mà thôi trước mặt vương đặc nam anh chẳng khác nào một con kiến cả nếu ông ta muốn giết diệp thu chuyện đó dễ như trở bàn tay diệp thu anh quá bốc đồng rồi Sao anh lại có thể đánh phu nhân Vương thành ra thế này chứ? Lần này anh thật sự đã rước một cái họa lớn vào thân rồi. Đúng đấy trưởng nhóm Diệp, một khi Phó tổng Vương biết được chuyện này, cậu sẽ gặp họa lớn. Cậu toi đời rồi đấy, biết không hả? Chương 452, tôi đợi ông ta. Tuy nhiên, đối mặt với lời khuyên nhủ của mọi người, Diệp Thu lại hoàn toàn thờ ơ, anh đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, thậm chí biểu cảm trên mặt cũng không hề thay đổi. Hà Tình Tình đang đứng bên cạnh anh lúc này cũng mang sắc mặt tái nhợt. Cô biết, lần này Diệp Thu là vì cô nên mới đánh người. Mà lần này, người anh đánh lại có thân phận không hề tầm thường. Bà ta chính là vợ của Phó Tổng Long Phương. Một khi việc này ẩm ý lên thì chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng đối với những kẻ thấp cổ bé họng như bọn họ. Vì không để Diệp Thu giúp mình rồi phải gánh cái nồi đen này, liên lụy đến cả bản thân anh hà tình tình vội vàng nhìn diệp thu nói anh diệp hay là anh nên tránh đi trước đi lát nữa dù phó tổng vương có trách tội thì tôi sẽ tự gánh trách nhiệm bất kể thế nào thì tôi cũng không thể để chuyện này liên lụy đến anh được anh đã giúp tôi quá nhiều rồi cô định chịu trách nhiệm thế nào diệp thu quay sang nhìn hà tình tình mỉm cười hỏi tôi ông ta muốn cái gì thì tôi sẽ cho ông ta cái đó chỉ cần anh không sao là được hà tình tình nghiến chặt hàm răng và nói với đôi mắt đỏ hoe như thể cô đã đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao và quan trọng nghe vậy diệp thu cũng sững sờ sau đó anh vươn tay gõ đầu hà tình tình tức giận nói thứ ông ta muốn là cơ thể cô cô cũng định cho ông ta hả chỉ cần ông ta không gây phiền phức cho anh thì tôi tôi sẽ đồng ý với ông ta hà tình tình hít một hơi thật sâu và nói với đôi mắt đỏ hoe đồ mốc này diệp thu nhìn hà tình tình và nói cô phải biết trên đời này còn có một từ gọi là tính sổ sau cho dù ông ta tạm thời đồng ý với cô bỏ qua cho tôi nhưng nếu ông ta tiếp tục gây phiền phức cho tôi thì cô có thể làm gì nữa tôi tôi không biết hà tình tình suy nghĩ hồi lâu sau đó bất lực lắc đầu vì vậy dù là bất kỳ lúc nào cô cũng không được lấy bản thân ra để mạo hiểm cô có suy nghĩ như thế tôi rất cảm động nhưng cô tuyệt đối không được làm như thế hiểu chưa diệp thu dặn dò nhưng bây giờ phải làm sao đây nếu phó tổng vương gây rắc rối cho anh thì phải làm thế nào hà tình tình lo lắng hỏi yên tâm đi cô cũng có phải mới quen biết tôi ngày một ngày hai đâu tôi là người dễ bị đánh ngã như thế sao tốt nhất là ông ta đừng có tới tìm tôi nếu không tôi sẽ khiến ông ta phải hối hận vì quyết định của mình diệp thu cười khẽ nói nghe xong hà tình tình cũng sửng sốt đúng vậy đúng là dường như diệp thu có một khả năng đặc biệt mỗi lần cô tưởng như đã lâm vào đường cùng thì diệp thu luôn có thể chuyển nguy thành an ví dụ như lúc đầu khi đi đòi nợ gặp phải hồ biêu hay là trần đông khôn cưỡng chế phá rỡ cô gặp sau này những người này đều là những kẻ tàn nhẫn kết quả đều bị diệp thu dạy dỗ đến mức ngoan ngoãn nghe lời nghĩ đến đây hà tình tình cũng yên tâm hơn tuy nhiên những người xung quanh nghe thấy diệp thu nói thế thì đều khịt mũi coi thường trong mắt bọn họ diệp thu thật sự quá không biết tự lượng sức mình bây giờ còn không chảy thì cũng tương đương với chờ chết đợi lát nữa nếu người phụ nữ trung niên kia thật sự gọi vương đặc nam tới dù anh có muốn chảy thì cũng đã muộn rồi đại khái khoảng tầm vài phút sau người phụ nữ trung niên bị diệp thu tát cho váng đầu cuối cùng cũng hoàn hồn bà ta nhìn chòng chọc vào diệp thu nghiến răng nghiến lợi nói thằng khốn kiếp này mày có giỏi thì đợi đấy cho tao mày chết chắc rồi dám đánh tao ra nông nỗi này hôm nay dù ông rời có xuống đây cũng không cứu nổi cái mạng chó của mày đâu nghe vậy vẻ mặt của hà tình tình và mọi người ở đây đều thay đổi thôi xong rồi chắc chắn người phụ nữ trung niên muốn gọi vương đặc nam tới rồi quả đúng như những gì bọn họ dự đoán người phụ nữ trung niên lấy điện thoại di động từ trong túi ra nhanh tay gọi điện thoại cho ông chồng Vương Đặc Nam của bà ta, vừa khóc vừa gào nói alo, chồng ơi, anh đang ở đâu đấy? Em sắp bị người ta đánh chết tới nơi rồi, anh mau tới cứu em đi. Vương Đặc Nam ở bên kia điện thoại vừa nghe tiếng bà ta gào khóc thì hàng lông mày cũng cao lại. Tuy rằng trong lòng ông ta không thích lắm, thậm chí còn hơi ghét bỏ người vợ này, nhưng ông ta có thể ngồi vào vị trí phó tổng của thương mại Long Phương đa phần cũng là nhờ có sự ủng hộ của gia đình nhà vợ, cho nên bây giờ nếu vợ ông ta xảy ra chuyện gì tất nhiên ông ta không thể không quan tâm hơn nữa đây còn là người vợ trên danh nghĩa của ông ta nữa nếu người khác đánh vợ của ông ta thì cũng tương đương với việc tát vào mặt ông ta rồi xảo vân em đừng nóng ruột bây giờ em đang ở đâu ai đánh em vương đặc nam vội vàng hỏi tôi đang ở bộ phận kinh doanh của tập đoàn lâm thị còn người đánh tôi chính là gã tình nhân của con hồ ly tinh hà tình tình ấy Tô Sảo Vân nghiến răng nói. Cái gì cơ? Khi nghe đến cái tên Hà Tình Tình, sắc mặt Vương Đặc Nam lập tức thay đổi, ông ta cau mày hỏi, em tới tìm Hà Tình Tình làm gì? Sao, ông lo lắng cho con ả này à? Tô Sảo Vân cười khẩy hỏi. Em nói gì vậy chứ, anh lo lắng cho cô ta làm gì, giữa anh và cô ta thật sự chẳng có gì hết, từ đầu đến cuối đều là một mình cô ta nhân cơ hội bàn bạc chuyện kinh doanh để mồi trải anh thôi. Vương Đặc Nam vô liêm sỉ nói. Mà thực tế lại là ông ta hứng thú với Hà Tình Tình, muốn lén lút sau lưng Tô Sảo Vân bao nuôi Hà Tình Tình. Kết quả là ông ta đã vấp phải sự từ chối một cách gay gắt từ Hà Tình Tình. Sau đó, chuyện này bị Tô Sảo Vân biết được. Ông ta lập tức khăng khăng là do Hà Tình Tình dụ dỗ ông ta. Dù sao nhà mẹ đẻ của Tô Sảo Vân vẫn có một số quyền lực. Ông ta có thể đi đến vị trí của ngày hôm nay cũng là nhờ cả vào sự giúp đỡ từ phía nhà mẹ đẻ của Tô Sảo Vân. Vì vậy, ông ta hoàn toàn không dám làm Tô Kiều Vân tức giận, do đó tất nhiên ông ta sẽ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Hà Tình Tình. Đây chính là nguyên nhân xảy ra cơ sự ngày hôm nay. Hừ, tốt nhất là nên như thế, Vương Đặc Nam, ông nhớ kỹ cho tôi, nhà chúng tôi có thể nâng ông lên vị trí ngày hôm nay thì cũng có thể khiến ông mất hết tất cả đấy, hiểu chưa? Tô Sảo Vân khịt mũi lạnh lùng cảnh cáo. Hiểu, hiểu, hiểu. Vương Đặc Nam vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng giả bộ quan tâm hỏi vợ ơi đừng nói mấy chuyện này vội bây giờ em sao rồi có ổn không sắp chết đến nơi rồi ông nghĩ có ổn hay không tô xảo vân tức giận nói mẹ kiếp dám động vào người phụ nữ của anh vợ ơi em đợi một lát anh sẽ dẫn người tới xử thằng khốn đó ngay đây dù nó là cái thứ chó má gì thì nếu đã dám động vào người phụ nữ của anh hôm nay cho dù ông trời có xuống cũng không cứu nổi nó đâu Vương Đặc Nam nói bằng giọng điệu vô cùng giận dữ. Được, chồng ơi, anh nhất định phải giết chết gã, còn cả con ả à hà tình tình nữa, đôi cầu nam nữ này, em muốn chúng nó đều phải chết. Tô Kiều Vân liếc Diệp Thu và hà tình tình, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két. Em yên tâm, chuyện nhỏ thôi. Vương Đặc Nam cười khinh thường nói. Sau đó, cả hai cúp máy, chương 453, Vương Đặc Nam nghe vậy. Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, anh không nói hết. Ngược lại, Hà Tình Tình đứng cạnh lại khẽ kéo góc áo của Diệp Thu, nhỏ giọng nói, Diệp Thu, hay là anh đi đi, lát nữa Vương Đặc Nam đến sẽ rất phiền phức. Diệp Thu lắc đầu cười nói, tôi đang đợi ông ta tới đây. Có như thế thì chuyện ngày hôm nay, tôi mới có thể lấy lại được công bằng cho cô chứ. Nếu không tuổi cô còn nhỏ thế này mà lại bị kẻ khác gán cho cái mác là kẻ thứ ba, sau này còn ai dám lấy cô nữa, hôm nay phải chứng minh bằng được sự trong sạch của cô hà tình tình đột nhiên đỏ mặt trừng mắt nhìn diệp thu buồn bực nói tôi tôi vẫn chưa định kết hôn đâu nếu không kết hôn thì cũng không tìm được bạn trai hôm nay phải chứng minh rõ sự trong sạch của cô nếu không sau này người khác sẽ nhìn cô bằng ánh mắt mang thành kiến lỡ cô gặp được chàng trai mình thích người ta biết cô từng làm kẻ thứ ba thì cũng sẽ bị dọa chạy đấy diệp thu mỉm cười nói tôi tôi không quan tâm không cần biết người khác nghĩ gì về tôi chỉ cần anh tin tôi là được Ý kiến của người khác, tôi tôi không quan tâm." Hà Tình Tình mặt đỏ bừng nói. "Thế cũng không được, làm người thì cần có sự trong sạch, chuyện mình không làm thì tức là không làm, dựa vào đâu mà lại phải chịu đựng bị người khác dội nước bẩn lên đầu chứ?" "Hôm nay chúng ta không cần gì hết, chỉ cần một chữ lý thôi." Diệp Thu lắc đầu, rất nghiêm túc nói. "Ừ, tôi đều nghe anh." Hà Tình Tình có chút ngượng ngùng cúi đầu. Trước đây cô luôn trong cảnh tứ cố vô thân, dù có bị bắt nạt hay gặp phải chuyện oan ức cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng tuy nhiên bây giờ diệp thu lại khiến cô cảm thấy mình có thể dựa dẫm vào anh và có cảm giác được che chở cô thật sự rất thích cảm giác này nếu có thể cô muốn dựa dẫm vào diệp thu cả đời vừa nghĩ đến đây khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã ửng đỏ của hà tình tình lại trông càng giống như quả táo chín đỏ mọng thực sự rất đáng yêu tô xảo vân ngồi sụi lơ trên mặt đất nhìn thấy cảnh này trong mắt lóe lên nét tàn ác, bà ta nghiến răng nghiến lợi nói, hừ. Đúng một đôi cầu nam nữ, cứ chờ đi, khi nào chồng tao đến, hai đứa bọn bay sẽ chết chắc. Từ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Long Phương đến tập đoàn Lâm Thị không xa. Khoảng 20 phút sau, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân vội vã. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên khoác trên mình bộ vest hàng hiệu dẫn theo mười mấy gã đàn ông vạm vỡ mặc áo phông đen xông vào phòng kinh doanh kẻ nào, là kẻ nào dám đánh vợ tôi, chán sống rồi đúng không? Người đàn ông trung niên toát ra khí chất mạnh mẽ của một kẻ bề trên, vừa đi vừa trầm giọng nói to. Và người đàn ông trung niên này không phải ai khác, mà chính là chồng của Tô Sảo Vân, phó tổng giám đốc của thương mại Long Phương, Vương Đặc Nam. Khi mọi người trong phòng nhìn thấy ông ta đến, biểu cảm của họ lập tức thay đổi. Tô Sảo Vân thì là vô cùng kích động, bà ta vội vàng hét lên với Vương Đặc Nam, mình ơi, Cuối cùng anh cũng đến rồi, anh mà tới muộn thêm chút nữa là sẽ không còn được thấy em nữa đâu đấy." Nghe thấy giọng của bà ta, Vương Đạc Nam cũng nhìn về phía Tô Sảo Vân đang ngã ngồi trên mặt đất. Khi nhìn thấy cái đầu sưng vù như đầu heo của Tô Sảo Vân, ông ta sững sờ, sau đó vô cùng tức giận. Bỏ qua tình cảm giữa ông ta và Tô Sảo Vân, thì trên danh nghĩa, Tô Sảo Vân chính là vợ của ông ta. Bây giờ lại bị đánh ra nông nỗi này, vấn đề không còn chỉ là đánh vào mặt của tô xảo vân nữa mà là đánh vào mặt vương đặc nam ông đây này trong phút chốc nét mặt vương đặc nam cũng âm trầm cực độ ông ta liếc mắt nhìn tất cả nhân viên trong phòng bằng ánh mắt hung tợn rồi giận dữ hỏi là ai đánh mình ơi chính là thằng danh kia anh tuyệt đối không thể bỏ qua cho nó tô xảo vân vội vàng chỉ tay về phía diệp thu nghiến răng nghiến lợi nói nghe vậy ánh mắt phương đặc nam tập trung về phía diệp thu trong mắt ẩn chứa sự tàn nhẫn ông ta lạnh lùng hỏi nhóc con cậu là người đánh vợ tôi sao cậu có biết tôi là ai không đến cả vợ tôi mà cậu cũng dám đánh cậu biết hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng đến mức nào không tất nhiên tôi biết ông là ai rồi một gã đàn ông cặn bã mà thôi còn bà vợ của ông cũng có phải thứ tốt lành gì đâu đánh thì đánh thôi có thể có hậu quả gì chứ diệp thu nhếch môi cười tùm tìm nói CMN, cậu bảo ai là kẻ cặn bã cơ? Vương Đặc Nam trợn trừng đôi mắt, tưởng như sắp khè ra lửa đến nơi. Mà lúc này, Lý Soái đứng cạnh vội vàng bước lên hòa giải, Phó Tổng Vương, hiểu lầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Anh lại là ai nữa? Thật có hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Vương Đặc Nam trừng mắt nhìn Lý Soái, lạnh lùng hỏi. Phó Tổng Vương, tôi là giám đốc phòng kinh doanh, Diệp Thu và Hà Tình Tình đều là nhân viên của tôi, chuyện vừa rồi hoàn toàn chỉ là hiểu lầm anh hãy nguôi giận trước đã chúng ta đến phòng làm việc của tôi bình tĩnh bàn về chuyện này nhé anh thấy có được không lý soái cố gắng giải quyết ổn thỏa bàn bạc cái con khỉ ấy chuyện này liên quan gì đến anh sao không liên quan thì cút sang một bên cho tôi anh chỉ là một giám đốc bộ phận kinh doanh nho nhỏ có tư cách gì mà bảo tôi nguôi giận chứ hả anh là cái thá gì vương đặc nam đang tức đến máu dồn lên não tất nhiên sẽ không nể mặt lý soái ông ta lập tức to tiếng quát lại nghe vậy lý soái không dám ho he thêm câu nào nữa anh ta thành thật lui sang bên cạnh thấy thế vương đặc nam cười khinh miệt sau đó quay sang nhìn diệp thu khinh thường nói chỉ là một thằng nhân viên quèn của bộ phận kinh doanh thế mà lại dám đánh vợ tôi sao đúng là cái hạng không biết tốt xấu hôm nay nếu tôi để cậu rời khỏi đây nguyên vẹn không mất mát gì tôi cmn em em theo họ cậu sau khi dứt lời, ông ta lập tức vẫy tay với mười mấy gã đàn ông lưng hùm vai gấu kia, chỉ vào Diệp Thu nói, vây thằng đó lại cho tôi. Vâng, mấy gã cao to không nhiều lời, lập tức xông về phía Diệp Thu, bao vây kín mít cả Diệp Thu lẫn Hà Tình Tình lại. Diệp Thu, Hà Tình Tình sợ hãi ngẩng đầu nhìn Diệp Thu. Không sao, có tôi ở đây. Diệp Thu mỉm cười, an ủi cô. Có cậu ở đây. Há há, cậu sắp không còn ở đây nữa rồi, tạm biệt cái thế giới này đi vương đặc nam cười cản dỡ sau đó ông ta nói với mấy gã to cao với giọng điệu hung ác đánh đi đánh chết nó cho tôi đánh chết thì tôi chịu trách nhiệm đã rõ mấy gã đàn ông vạm vỡ cười khẩy quay khớp cổ tay làm nóng chuẩn bị tấn công diệp thu thấy thế đôi mắt diệp thu nheo lại thành một đường thẳng đầy nguy hiểm anh cũng đã sẵn sàng để tiếp chiêu tất cả dừng hết lại cho tôi tuy nhiên ngay lúc này một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền vào phòng kinh doanh. Giọng nói này tuy rất lạnh lùng, nhưng như một dòng suối chảy trên tảng băng, trong trẻo và ngọt ngào, hay đến nao lòng. Điều này khiến tất cả mọi người có mặt đều sướng sờ. Ngay sau đó, hai bóng người cao gầy lần lượt bước vào phòng kinh doanh dưới sự chú ý của mọi người. Không phải ai khác, chính là Lâm Thanh Nhã và thư ký Chu Thiến của cô. Khi mọi người trông thấy rõ người đến là ai, gương mặt họ tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên là bọn họ đều không ngờ đến điều này. Bọn họ không ngờ được rằng chuyện này lại kinh động đến cả Lâm Thanh Nhã, tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị. Thấy Lâm Thanh Nhã người bước vào, Diệp Thu cũng ngớ người. Anh cũng không ngờ Lâm Thanh Nhã lại đến đây vào lúc này. Và khi Diệp Thu đang nhìn Lâm Thanh Nhã, chương 454, Lâm Thanh Nhã bá đạo phải biết là buổi trưa hôm nay, Lâm Thanh Nhã vừa mới ghen tức vì chuyện mình giúp đỡ Hà Tình Tình xong. Mà bây giờ, mình không chỉ giúp Hà Tình Tình mà còn gây ra chuyện ồn ào như thế này. Nếu Lâm Thanh Nhã không tức giận thì đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm. Xem ra tối nay về, mình sẽ lại được chiêu đãi một bữa, thịnh soạn, nữa cho mà xem. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thu cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Dưới tầm mắt của mọi người, Lâm Thanh Nhã dẫn theo Chu Thiến đi tới trước mặt Vương Đặc Nam. Tổng giám đốc Lâm, sao cô lại tới đây? Vương Đặc Nam nhìn Lâm Thanh Nhã, ngạc nhiên hỏi. Hay, muốn không đến cũng không được, Phó Tổng Vương dẫn theo nhiều người xông vào công ty của tôi với khí thế hùng hổ như thế. Nếu tôi còn không xuất hiện thì đến khi truyền ra ngoài, thể nào cũng thành trò cười cho người khác, bọn họ sẽ nói là tập đoàn Lâm Thị nhà chúng tôi là lũ nhát cái mất. Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Tổng giám đốc Lâm đừng hiểu lầm, tôi dẫn người xông vào quý công ty cũng không có ý định gì khác đâu, thật sự là do nhân viên này của quý công ty bắt nạt người ta quá đáng, đến cả vợ tôi mà cậu ta cũng dám đánh, thế nên tôi mới cố tình chạy sang đây để đòi một lời giải thích mà thôi. Vương Đặc Nam chỉ vào Diệp Thu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, Lâm Thanh nhã hơi hít mắt lại, quay đầu trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng hỏi, Diệp Thu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? À, Tổng giám đốc Lâm, chuyện là như thế này, Diệp Thu sờ mũi, vội vàng tóm tắt lại một lượt toàn bộ những gì xảy ra cho Lâm Thanh Nhã nghe, sau đó nói, Tổng giám đốc Lâm, cô xem, rõ ràng là Hà Tình Tình bị quấy rối trước, bây giờ vợ của Phó Tổng Vương lại còn tới tận văn phòng để sỉ nhục, thậm chí là còn định đánh Hà Tình Tình, thế này có phải là bắt nạt người khác một cách quá đáng không chứ? Vớ vẩn, rõ là vớ vẩn, nhóc con, cậu đừng có mà ăn nói bậy bạ. Vương Đặc Nam Trừng Diệp Thu bằng ánh mắt dữ tợn, Thẹn quá hóa giận nói, "Gì mà tôi quấy rối cô ta chứ? Tôi đường đường là phó tổng của Thương mại Long Phương, tôi mà cần phải quấy rối một nhân viên nhỏ sao? Rõ ràng là cô ta ham vinh hoa phú quý, tham lam vật chất, chủ động dụ dỗ tôi thì có." "Ồ, thật thế à? Vậy phó tổng Vương còn nhớ những tin nhắn quấy rối kinh tởm mà ông đã gửi cho Hà Tình Tình không?" Khóe môi Diệp Thu hơi nhếch lên, gương mặt anh lộ ra nụ cười tủm tỉm, hỏi: Vừa nghe đến đây, vẻ mặt Vương Đặc Nam thay đổi ngay lập tức. Suốt cuộc là ai mồi trải ai, chúng ta chỉ cần xem tin nhắn là biết. Diệp Thu cười khẩy nói. Sau đó, anh quay sang nhìn Hà Tình Tình nói, mở tin nhắn mà Phó Tổng Vương gửi cho cô, đưa cho Tổng Giám Đốc Lâm của chúng ta xem. Được. Hà Tình Tình gật đầu, vội vàng chạy đến chỗ gần đó, cầm chiếc điện thoại bị Tô Sảo Vân hất văng lúc nãy lên. May mắn thay, chất lượng của điện thoại cũng đủ tốt tuy màn hình bị vỡ nhưng vẫn có thể sử dụng được. Hà Tình Tình mở phần tin nhắn và đưa điện thoại cho Lâm Thanh Nhã. Tin nhắn có rất nhiều nội dung. Từ ban đầu Vương Đặc Nam quấy rối Hà Tình Tình, muốn bao nuôi Hà Tình Tình. Đến những tin nhắn ông ta đe dọa, ép Hà Tình Tình phải khuất phục sau này, tất cả đều nằm trong điện thoại. Không có bất cứ tin nhắn nào bị Hà Tình Tình xóa đi cả. Và bây giờ, tất cả chúng đều trở thành bằng chứng thép. Sau khi Lâm Thanh Nhã nhận lấy điện thoại, cô lướt từ tin nhắn đầu tiên xuống. Càng nhìn, vẻ mặt cô càng trở nên lạnh lẽo. Làm một người phụ nữ, cô vốn dĩ đã rất phản cảm với loại đàn ông cặn bã không chung thủy với tình yêu này. Lén lút bắt cá hai tay sau lưng vợ mình, thật sự quá vô liêm sỉ. Mà làm lãnh đạo của một công ty, cô càng ghê tởm hơn trước hành vi quy tắc ngầm nơi công sở này. Từ khi cô đảm nhận vị trí tổng giám đốc của công ty, cô đã ban hành một quy định mới trong công ty. Đó là bất cứ lãnh đạo cấp cao nào trong công ty cũng đều không được phép ép buộc các nhân viên nữ của công ty, không được phép dùng quy tắc ngầm. Dù là khách hàng hay nhân viên cấp cao trong công ty cũng đều như nhau. Chỉ cần bị phát hiện, bất kể chức vụ cao hay thấp thì sẽ đều bị sa thải. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ban đầu Lý Soái và giám đốc ngô của phòng siêu lại đều sợ hãi như thế. Bọn họ đều hiểu rõ trong lòng, một khi chuyện bọn họ chuốc say hà tình tình tặng hà tình tình cho khách hàng bị lâm thanh nhã biết được thì chắc chắn bọn họ sẽ không có kết cục tốt vì thế sau khi đọc hết những tin nhắn mà vương đặc nam gửi cho hà tình tình vẻ mặt lâm thanh nhã lạnh lẽo như kết băng sự ớn lạnh bên trong đôi mắt xinh đẹp kia thậm chí còn gần như có thể khiến kẻ khác bị đông cứng thành tảng băng cô cầm điện thoại rơi đến trước mặt vương đặc nam lạnh lùng hỏi phó tổng vương bây giờ ông còn có gì muốn nói nữa không đây đây đều là hiểu lầm vẻ mặt của vương đặc nam lập tức thay đổi ông ta giơ tay muốn cướp lấy chiếc điện thoại trên tay lâm thanh nhã tuy nhiên lâm thanh nhã đã có phòng bị từ trước cô lùi lại phía sau hai bước khiến vương đặc nam nhào vào khoảng không sao nào muốn phá hủy chứng cứ à lâm thanh nhã lạnh lùng hỏi tổng giám đốc lâm chuyện này chỉ có thể xem như là việc riêng của tôi chúng ta tạm thời đừng nhắc đến nó vội bây giờ nhân viên của công ty cô đánh vợ tôi ra nông nỗi này, có phải nên có một lời giải thích không? Vương Đặc Nam hít mắt lại, mặt dày nói. Ông muốn lời giải thích như thế nào? Lâm Thanh nhã hỏi với chất giọng lạnh lẽo. Sao thằng nhóc này cho tôi xử lý, chuyện ngày hôm nay tôi có thể coi như chưa xảy ra, sau này hai công ty chúng ta vẫn hợp tác như bình thường. Vừa lúc gần đây công ty chúng tôi có một đơn đặt hàng rất lớn, chỉ cần cô nể mặt tôi lần này, tôi sẽ lập tức đem đơn đặt hàng này cho tập đoàn Lâm Thị các cô, cô thấy sao? Vương Đặc Nam chỉ vào Diệp Thu, cười khẩy nói. Theo như ông ta nghĩ, Lâm Thanh Nhã chắc chắn sẽ không từ chối đề nghị này của mình. Dù sao mọi người đều là người làm ăn, mục đích quan trọng nhất vẫn là kiếm tiền. Lâm Thanh Nhã chắc chắn sẽ không vì một nhân viên tầm thường mà bỏ đi một đơn hàng lớn có thể mang lại lợi nhuận lên đến cả chục triệu cho công ty. Và nói với một lời diễu cợt, không có doanh nhân nào lại làm thế cả. Vì trái tim của kẻ kinh doanh đều là màu đen, vì tiền, bọn họ có thể bán đứng tất cả. Chỉ là một nhân viên quen, vứt thì vứt thôi. Vì nhân viên mà không cần đơn đặt hàng, thế thì đúng là đồ ngu. Tuy nhiên, Vương Đặc Nam lại đánh giá thấp Lâm Thanh Nhã rồi. Chưa nói đến việc Diệp Thu là chồng của Lâm Thanh Nhã. Cho dù không phải và chỉ là một nhân viên bình thường. Lâm Thanh Nhã chắc chắn sẽ không chấp nhận đề nghị này. Xin lỗi, tôi từ chối. Lâm Thanh Nhã lắc đầu, lạnh lùng nói. "Hả?" Nụ cười đắc chí trên gương mặt của Vương Đặc Nam chợt sượng lại, ông ta mang vẻ mặt không dám tin hỏi, "Lâm Thanh Nhã, cô không nhầm đấy chứ? Chỉ vì một nhân viên nhỏ như thế này mà cô sẵn sàng bỏ đi đơn hàng trị giá cả chục triệu sao? Cô bị điên hả?" "Tôi không điên, người điên là ông thì có." Lâm Thanh Nhã chừng mắt nhìn Vương Đặc Nam, nói với khí thế vô cùng bá đạo, Vương Đặc Nam, tôi cảnh cáo ông, mỗi một nhân viên của tập đoàn Lâm Thị đều là tài sản quý báu nhất của công ty chúng tôi, ông muốn dở trò ngang ngược ở công ty chúng tôi ấy hả? chương 455, em ghen à? Tổng Giám Đốc Lâm, nói hay lắm. Diệp Thu lập tức dẫn đầu vỗ tay. Bốp bốp bốp, trong nháy mắt, tiếng vỗ tay như sấm vang vọng khắp phòng kinh doanh tất cả nhân viên của tập đoàn Lâm Thị đều kích động vỗ tay ầm ầm. Có một người xếp như thế này thì còn cầu gì hơn nữa? Đây là suy nghĩ chung trong lòng của toàn thể nhân viên tập đoàn Lâm Thị. Lúc ban đầu, bọn họ đều cho rằng, trước lợi ích khổng lồ của tập đoàn, đám nhân viên như bọn họ thì tính là cái gì? Bọn họ cũng chỉ là vật hy sinh bất cứ lúc nào của công ty mà thôi. Chẳng qua là có người hy sinh sớm, có người hy sinh muộn mà thôi chẳng có gì khác biệt hết nhưng mà lời này của lâm thanh nhã lại cho bọn họ biết rằng đối với tập đoàn lâm thị nhân viên mới là người được đặt ở vị trí ưu tiên trong xã hội tàn khốc lấy lợi ích làm đầu này còn có gì có thể khiến trái tim người ta ấm áp hơn những lời này ư vào lúc này tất cả nhân viên của tập đoàn lâm thị đều đã quyết tâm sau này nhất định phải dốc sức làm việc có một người xếp như thế, dù có vất vả hơn một chút cũng có sao đâu. Dù là khổ hơn, mệt hơn cũng xứng đáng, nghe những tiếng vỗ tay khen hay này. Vẻ mặt của Vương Đặc Nam lập tức trở nên vô cùng khó coi, ông ta nhìn tròng trọc vào Lâm Thanh Nhã, lạnh lùng hỏi, Lâm Thanh Nhã, tôi khuyên cô tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ lại đi, nếu hôm nay cô không để tôi mang thằng nhóc này đi, vậy thì sau này, Long Phương và Lâm Thị sẽ không bao giờ hợp tác với nhau nữa thậm chí là còn trở thành kẻ thù vĩnh viễn, vì một thằng nhân viên quèn này mà làm mất lòng một khách hàng lớn, cô thấy như thế có đáng không? Đáng chứ, tôi vẫn sẽ không thay đổi quyết định đâu, tập đoàn Lâm thị là một chỉnh thể, dù ông muốn ra tay với nhân viên nào trong tập đoàn Lâm thị thì cũng đều có nghĩa là muốn tuyên chiến với tập đoàn Lâm thị chúng tôi, nếu Long Phương các ông muốn khơi mào chiến tranh, tập đoàn Lâm thị chúng tôi sẵn sàng tiếp chiến, còn việc ông muốn dẫn Diệp Thu đi ấy hả, nằm mơ đi. Lâm Thanh Nhã cười khẩy, nói với khí thế vô cùng bá đạo. Được, 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 Lâm Thanh Nhã, cô giỏi, chúng ta cứ đợi mà xem, mong là đến lúc đó cô sẽ không hối hận. Vương Đặc Nam quắc mắt nhìn Lâm Thanh Nhã, dở giọng hung ác đe dọa. Không tiến, Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. Hiển nhiên, cô hoàn toàn không coi lời uy hiếp của Vương Đặc Nam ra gì. Thái độ này của cô khiến Vương Đặc Nam tức đến nghiến răng ken két, sau đó chỉ có thể vẫy tay với đám đàn ông vạm vỡ mình dẫn đến, cực kỳ không cam lòng nói, dẫn theo vợ của tôi, chúng ta đi. Nghe thấy lời này, đám cao to nhanh chóng giải tán không đứng quanh Diệp Thu và Hà Tình Tình nữa mà bước lên đỡ Tô Sảo Vân đang ngã ngồi dưới đất dậy, bám theo vương đặc nam chán nản rời đi. Tổng Giám Đốc Lâm Muôn Năm Đến khi đám người vương đặc nam rời đi hết, trong phòng kinh doanh lập tức vỡ hòa lên tiếng hoan hô tất cả mọi người đều nhìn lâm thanh nhã bằng ánh mắt ngưỡng mộ kích động không thôi diệp thu cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười trừ hôm nay mình xem như là được vợ bảo kê thì phải nhưng mà cũng phải công nhận cảm giác này thật sự khá là tuyệt vời đấy chứ được rồi mọi người mau thu dọn rồi tan ca đi đừng làm lỡ thời gian của mình lâm thanh nhã xua tay với mọi người trong phòng kinh doanh sau đó cô quay sang nhìn diệp thu lạnh lùng nói diệp thu anh tới văn phòng của tôi một lát ò ờ, diệp thu bất đắc dĩ khẽ vuốt sống mũi đang định rời đi cùng lâm thanh nhã tổng giám đốc lâm hà tình tình lại vội vàng đuổi theo cô ta nhìn lâm thanh nhã giải thích tổng giám đốc lâm chuyện này đều là do tôi mà ra anh diệp chỉ là vì muốn giúp tôi nên mới phải ra tay mong tổng giám đốc lâm đừng trách phạt anh diệp tuy nhiên hà tình tình không giải thích thì còn tạm ổn vừa lên tiếng giải thích khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh nhã lập tức càng thêm lạnh lẽo. Anh Diệp, Lâm Thanh nhã quay lại nhìn Diệp Thu, sự lạnh lẽo lé lên trong đôi mắt đẹp của cô ấy. Khụ khụ, sưng hô, đây chỉ là một cách sưng hô thôi. Diệp Thu ho khan hai tiếng, vội vàng giải thích. Sau đó, anh lập tức nhìn sang Hà Tình Tình, cười và nói: Cô mau tan ca rồi về nhà đi. Tổng giám đốc Lâm của chúng ta là một người thưởng phạt rõ ràng, chuyện ban nãy cô ấy cũng đã hiểu rõ rồi sao có thể trách phạt tôi được chứ cô đừng lo lắng thật sao hà tình tình nửa tin nửa ngờ nhìn lâm thanh nhã ừ tôi tìm diệp thu là vì việc khác chuyện này diệp thu không làm sai tôi sẽ không trách phạt anh ta lâm thanh nhã gật đầu thản nhiên nói nghe vậy lúc này hà tình tình mới tạm yên tâm dù sao lâm thanh nhã cũng là tổng giám đốc điều hành của một công ty cô ấy không có lý do gì để lừa cô cả đi theo tôi lâm thanh nhã đưa mắt lườm huyết diệp thu lạnh lùng nói diệp thu chỉ cảm thấy sau lưng ớn lạnh anh bất đắc dĩ đi theo cô bước vào văn phòng tổng giám đốc của lâm thanh nhã lâm thanh nhã vẫy tay với chu thiến đang đứng cạnh mình nhẹ giọng nói cô đi ra trước đi tiện thể đóng cửa lại hộ tôi vâng chu thiến gật đầu rất biết nghe lời mà quay lại đi ra khỏi phòng nhìn bóng người yểu điệu của chu thiến diệp thu nheo mắt lại Khả năng diễn xuất của người phụ nữ này đúng là hạng nhất. Rõ ràng trong lòng cô ta căm hận Lâm Thanh Nhã như thế, muốn cướp đi tất cả mọi thứ của Lâm Thanh Nhã. Nhưng bây giờ lại vẫn có thể ngoan ngoãn nghe lời, thản nhiên đứng chờ bên cạnh Lâm Thanh Nhã như thể không có gì xảy ra như thế. Phải nói là, phụ nữ thật sự quá đáng sợ. Bảo sao người xưa có câu, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó đối phó nhất. Lời này cũng không phải không có lý có phải anh hứng thú hơn với những người phụ nữ khác không? Mà đúng lúc này, giọng nói lạnh băng của Lâm Thanh Nhã thình lình vang lên bên tai Diệp Thu. Khiến cho Diệp Thu lập tức sửng sốt, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy lúc này Lâm Thanh Nhã đang đứng ngay sát bên mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào chính mình. Vợ à, sao em lại nói thế? Diệp Thu vuốt mũi, cười gượng nói. Trong lòng anh tự hiểu rõ. Lâm Thanh Nhã hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, sau đó xoay người quay trở lại bàn làm việc của mình và ngồi xuống thấy vậy diệp thu nhanh chóng đuổi theo cười nịnh nọt hỏi vợ ơi em giận à tôi không giận lâm thanh nhã mặt không cảm xúc lắc đầu em có em tức giận vì anh đã giúp hà tình tình à mà không đúng cái này nên gọi là ghen mới đúng chứ nhỉ khóe môi diệp thu hơi nhếch lên nở nụ cười tủm tỉm nói anh anh nói vớ vẩn lâm thanh nhã bỗng tức giận cô Trường Diệp Thu bằng ánh mắt hung dữ, định làm ra vẻ rất nghiêm túc. Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp đang dần ửng đỏ của cô đã phản bội cô. Thấy thế. Audio điện tử võ tấn bền. chương 456, tham gia vào lĩnh vực trang sức, cô. Thật sao? Lâm Thanh nhã hơi nheo mắt lại, sau đó xua tay, lạnh lùng nói, quên đi, tôi cũng không muốn hỏi thêm về chuyện của anh nữa, lý do bây giờ tôi gọi anh tới là để bàn bạc với anh về một chuyện quan trọng khác. Ồ, là chuyện gì thế? Diệp Thu sững sờ một lúc rồi nghi ngờ hỏi. Anh đọc bản kế hoạch này trước đi đã. Lâm Thanh Nhã lấy một tệp tài liệu từ ngăn kéo của mình ra và đặt nó trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu cầm tài liệu lên đọc kỹ một lượt rồi ngỡ ngàng. Sau đó, anh nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, em định bước chân vào thị trường trang sức à? nói một cách chính xác hơn là muốn để tập đoàn Lâm Thị tiến quân vào ngành trang sức. Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó nói: trong nhiều năm, tập đoàn Lâm Thị vẫn luôn tập trung vào sản xuất và phát triển trong lĩnh vực mỹ phẩm, cứ tiếp tục như thế, nếu không có gì nằm ngoài dự liệu, công ty sẽ luôn có thể vững bước trong giai đoạn phát triển ổn định. Nhưng loại tốc độ tăng trưởng này thực sự quá chậm, thậm chí Giang Châu còn có mỹ phẩm Ilion, một công ty hàng đầu trong ngành mỹ phẩm. Nếu tập đoàn Lâm thị tiếp tục sản xuất mỹ phẩm thì sẽ có rất ít không gian để phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ chạm tới đỉnh. Đây không phải điều tôi muốn thấy. Vì thế nên em định tìm một con đường khác, tham gia vào ngành trang sức. Diệp Thu Cau mày hỏi. Nhiều con đường thì sẽ thêm nhiều lựa chọn, hơn nữa tôi cũng không định để toàn bộ tập đoàn Lâm thị chuyển hướng sang sản xuất trang sức ngay lập tức, như thế thì chắc chắn bên phía gia tộc sẽ không đồng ý. Cho nên tôi có ý định là thành lập một công ty con chuyên kinh doanh về trang sức do Lâm thị bỏ vốn." Lâm Thanh Nhã nói ra kế hoạch trong lòng. "Em định dùng công ty con này làm quân tiên phong, thăm dò thị trường trước, nếu thấy có khả năng và triển vọng thực sự tốt thì sẽ để tập đoàn Lâm thị hoàn toàn tiến vào lĩnh vực trang sức sau, ý của em là vậy sao?" Diệp Thu suy nghĩ một lúc rồi hỏi. "Đúng vậy, tôi đang định làm như thế." Lâm Thanh Nhã gật đầu sau đó nhìn diệp thu và hỏi anh thấy sao về kế hoạch này có khả thi không em hỏi anh à chuyện này anh cũng không tiện bày tỏ ý kiến lắm hơn nữa trong nhà họ lâm anh là người ngoài cho dù anh thấy khả thi nhưng cuối cùng cũng vẫn phải có được sự đồng ý của nhà họ lâm và hội đồng quản trị của tập đoàn mới quyết định được đúng chứ diệp thu nhún vai bất lực nói anh không cần lo về phía gia tộc với hội đồng quản trị của tập đoàn bây giờ tôi chỉ muốn nghe ý kiến của anh vì tôi muốn giao toàn quyền phụ trách của dự án này cho anh. Lâm Thanh Nhã nghiêm túc nói. Hả? Diệp Thu sừng sốt, anh nói với giọng điệu sen lẫn sự bất ngờ. Vợ ơi, em định giao công ty con chuyên kinh doanh trang sức này cho anh sao? Đúng, anh có tự tin rằng mình có thể làm tốt được không? Lâm Thanh Nhã nhìn thẳng vào đôi mắt Diệp Thu và hỏi. Anh, Diệp Thu hơi do dự trong giây lát. Nói đến quản lý và phát triển của một công ty trang sức. Tất nhiên anh không có bất cứ vấn đề gì cả. Đừng quên, chuyện tiên hiệp hay. Trong tay anh vốn đang nắm giữ một đế chế kinh doanh thuộc hàng top 1 top 2 trên thế giới. Đối với anh, chỉ quản lý một công ty trang sức nhỏ nhoi thật sự còn dễ hơn cả trở bàn tay. Chỉ có một điều mà Diệp Thu không thể hiểu được, đó là ý định của Lâm Thanh Nhã khi giao công ty này cho anh. Cô ấy thật sự muốn để anh phát triển tốt công ty trang sức này hay là muốn nhân cơ hội này để kiểm tra danh tính thực sự của mình bởi vì dù sao cách đây không lâu âu dương hảo cũng từng nói với anh lâm thanh nhã đã cử người đi điều tra về anh đây rõ ràng là do cô ấy đã có sự nghi ngờ về danh tính của anh ngay thời điểm nhạy cảm này cô ấy lại đột nhiên ném một công ty cho mình bảo mình quản lý nó ý định này thật sự khiến người ta không thể không nghĩ nhiều sao vậy anh không tự tin à lâm thanh nhã nheo mắt phận hỏi không phải thế diệp thu lắc đầu cười nịnh nọt hỏi chỉ là có một điều làm anh thấy rất khó hiểu tập đoàn lâm thì có nhiều người tài giỏi như thế trong đó còn có không ít nhân tài về mảng kinh doanh giao công ty cho bọn họ rõ ràng tốt hơn nhiều sao em lại muốn giao cho anh từ khi anh tốt nghiệp đại học đến giờ đều chưa từng tham gia khởi nghiệp anh chẳng có tí kinh nghiệm nào cả em không sợ giao công ty trang sức cho anh anh sẽ khiến em phá sản sao anh muốn nghe lời thật lòng à?" Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu và hỏi một cách nghiêm túc. "Muốn?" Diệp Thu gật đầu, thành thật mà nói, "Sao công ty trang sức cho anh quả thực là một hành động vô cùng mạo hiểm, nhưng mà, tôi tin tưởng ở anh, bởi vì tôi thấy anh có năng lực về mặt này, tôi tin rằng anh có thể làm tốt, hơn nữa anh bắt buộc phải làm thật tốt, bởi vì chỉ có như thế, anh mới có thể chứng minh cho tôi, cho gia tộc họ Lâm, cho tất cả mọi người thấy rằng, anh không phải một kẻ vô dụng chỉ biết bám váy vợ." lâm thanh nhã nghiêm mặt nói nghe những gì lâm thanh nhã nói lúc này diệp thu mới chợt hiểu ra hóa ra là cô ấy muốn mình chứng tỏ bản thân nghĩ đến đây diệp thu cũng coi như yên tâm sau đó anh gật đầu nhìn lâm thanh nhã vỗ ngực cam đoan vợ ơi nếu em đã nói như vậy thì anh xin hứa với em anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng đâu nói như thế tức là anh đồng ý ánh mắt lâm thanh nhã sáng lên ừ chuyện công ty trang sức cứ để anh lo anh nhất định sẽ khiến em và mọi người trong nhà họ lâm đều phải thay đổi cách nhìn diệp thu gật đầu cười hớn hở nói tốt lắm đây mới là dáng vẻ một người đàn ông nên có chứ lâm thanh nhã gật đầu khen ngợi sau đó trong mắt của cô khẽ đảo cô nhìn diệp thu nói tiếp nếu công ty trang sức dưới sự lãnh đạo của anh có thể đạt được một số thành tựu vậy thì đến lúc đó tôi sẽ đồng ý một yêu cầu khá là quá đáng của anh vừa nghe đến đây diệp thu ngay lập tức lên tinh thần một yêu cầu khá là quá đáng bốn chữ khá là quá đáng này nghe xong khiến người ta cảm thấy hăng hái hẳn luôn đấy cái gì gọi là khá là quá đáng đúng là khiến người ta phải suy nghĩ vẩn vơ mà diệp thu hít sâu một hơi nhìn lâm thanh nhã mong chờ hỏi ví dụ như trở thành vợ chồng thật sự đến lúc đó sẽ xem xét biểu hiện của anh cũng không phải là không thể khóe môi lâm thanh nhã hơi cong lên cô đưa ra một đáp án lập lờ nước đôi chính kiểu câu trả lời mập mờ như thế lại là hấp dẫn nhất diệp thu lập tức vô cùng phấn khích anh vội vàng cam đoan vợ ơi em yên tâm chắc chắn anh sẽ không để em phải thất vọng đâu trông thấy dáng vẻ vui mừng của diệp thu lâm thanh nhã cũng mím môi cười tuy nhiên sâu thẳm trong đôi mắt phượng ấy lại lóe qua chút gian xảo giao công ty trang sức cho diệp thu quả thực như cô ấy nói là để Diệp Thu chứng tỏ bản thân. chương 457, Phòng Giao Dịch Cược Ngọc Huống Hồ Để phối hợp với kế hoạch thăm dò này, Lâm Thanh Nhã còn cố tình thả mồi câu cho Diệp Thu. Đó là một khi Diệp Thu làm nên được thành tựu thì cô sẽ đồng ý với một yêu cầu quá đáng từ Diệp Thu. Vì miếng mồi này, chắc chắn Diệp Thu sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được kết quả. Đến lúc đó, những thứ mà bình thường Diệp Thu cẩn thận che giấu chắc chắn sẽ lần lượt lộ ra phải nói là lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể. Cách này của Lâm Thanh Nhã đúng là rất thâm. Tất nhiên, cô ấy cũng không hoàn toàn lừa Diệp Thu. Nếu Diệp Thu không che giấu thân phận của mình, thật sự chỉ có như thế. Vậy thì đến lúc đó, khi Diệp Thu có thể dẫn dắt công ty trang sức, làm nên thành tựu và chứng tỏ bản thân, cô ấy vẫn sẽ đồng ý với một yêu cầu của Diệp Thu như đã thỏa thuận dù sao thì sâu thẳm trong trái tim cô cũng đã nảy sinh tình cảm với diệp thu bây giờ chỉ còn là vấn đề không chắc chắn về danh tính thực sự của diệp thu mà thôi vì thế cô cần dùng chuyện này để thử diệp thu từ đó xác định xem rốt cuộc diệp thu có phải là người đàn ông có thể đi cùng cô đến hết cuộc đời hay không sau khi lâm thanh nhã và diệp thu về đến nhà trời cũng đã tối rồi để ngăn lâm thanh nhã vào bếp làm thí nghiệm hóa học Diệp Thu lao vào bếp trước và tiện tay khóa cửa lại. Đối với hành động này của Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã cũng chỉ biết mím môi cười. Có Diệp Thu nấu ăn. Không bao lâu sau, bữa tối thơm nước muối đã sẵn sàng. Hai người ngồi trước bàn trà trong phòng khách, vừa ăn tối, vừa xem tin tức trên TV. Bây giờ chúng tôi xin phép được chèn một tin sốt dẻo. Mới đây, Lý Nguyên Phổ, một bậc thầy cực ngọc được mệnh danh là tay thánh chỉ vàng cho biết, một người bạn bí ẩn của ông đã cắt mở ra được một cặp cá âm dương tự nhiên từ một khối đá thô, có thể xưng là thể ngọc tốt nhất trong số tất cả các loại ngọc. Và thầy Lý đã nhận sự nhờ vả của người bạn này, chuẩn bị đưa cặp cá âm dương tự nhiên này vào cuộc đấu giá do phòng giao dịch thiên nguyên tổ chức vào ngày mai để bán đấu giá. Hoan nghênh mọi người tới tham gia đấu giá. Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã đang ăn cơm lập tức bị tin tức này hấp dẫn. Nhìn vào TV đang chiếu hình ảnh đôi cá âm dương tự nhiên khóe miệng Diệp Thu cũng hơi cong lên, vì cặp cá âm dương tự nhiên này chính là đôi ngọc anh vừa cắt ra sáng nay. Khi đó, Lý Nguyên Phổ cứ nhất định muốn đưa nó cho anh, anh cũng không thể mặt dày cầm hết được. Cuối cùng, cả hai bàn bạc và quyết định đem ra đấu giá, số tiền đấu giá được sẽ chia đôi. Điều mà Diệp Thu không ngờ đến là tốc độ hành động của Lý Nguyên Phổ lại nhanh đến thế. Không ngờ đến cả quảng cáo buổi tối cũng chen một chân vào được sau khi tin tức được phát đi như thế này e rằng cuộc đấu giá ngày mai sẽ có rất nhiều kẻ có tiền tới cạnh tranh cho mà xem lần này nếu không có sự cố gì phát sinh ngoài ý muốn thì chắc chắn sẽ có thể thu được giá đấu giá cao mất trời ít nhất cũng phải từ một tỷ trở lên suy cho cùng thì thứ này thật sự quá hiếm thấy tình huống tranh nhau đến sức đầu mẻ chán cũng rất có khả năng sẽ xảy ra nghĩ đến đây diệp thu cũng lắc đầu cười diệp thu mà đúng lúc này lâm thanh nhã đột nhiên bỏ bát đũa xuống sao thế em đồ ăn không ngon à diệp thu vội vàng quan tâm hỏi ngày mai anh tới buổi đấu giá này cùng tôi lâm thanh nhã chỉ vào tv và nói hở diệp thu sửng sốt gian nan nuốt một ngụm nước bọt đoạn hỏi đừng bảo là em cũng thích cặp cá âm dương tự nhiên kia muốn tới đấu giá đấy nhé ừ chúng ta muốn bước chân vào lĩnh vực trang sức còn gì đây là một cơ hội quảng bá xuất sắc, chỉ cần chúng ta có thể lấy được cặp cá âm dương tự nhiên này, công ty con kinh doanh trang sức của Lâm thị chúng ta chắc chắn sẽ có thể thu hút hàng nghìn lượt chú ý và lượng truy cập trong nháy mắt. Lúc đó, danh tiếng của chi nhánh trang sức Lâm thị sẽ được mọi người biết đến ngay tức khắc, đây là một cơ hội quá tuyệt vời, sao có thể bỏ qua được chứ? Lâm Thanh nhã gật đầu và nói một cách hào hứng. Về lý thuyết thì đúng là như thế, nhưng quan trọng là bây giờ tin tức này đã được phát sóng trên truyền hình ngày mai nhất định sẽ có rất nhiều người tham gia đấu giá. Các công ty kinh doanh trang sức lớn chắc chắn cũng muốn tăng độ nổi tiếng của mình bằng cách lấy được cặp cá âm dương tự nhiên này, rồng tranh hổ đấu, em nghĩ chúng ta có bao nhiêu phần trăm cơ hội có thể lấy được cặp cá âm dương tự nhiên này. Hơn nữa việc này cần kinh phí rất lớn, liệu nhà họ Lâm có sẵn lòng không? Diệp Thu sờ mũi, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Anh không cần quan tâm những chuyện đó, tóm lại, Tôi nhất định phải lấy bằng được cặp cá âm dương tự nhiên này, tôi chỉ muốn hỏi anh ngày mai có đi với tôi hay không." Lâm Thanh Nhã đưa mắt lườm Diệp Thu, lạnh lùng hỏi. "Đi, đi, đi, anh nhất định sẽ đi cùng em." Diệp Thu vội vàng gật đầu. "Thế còn tạm được, tối nay đi ngủ sớm đi, ngày mai xuất phát với tôi." Nói xong, Lâm Thanh Nhã đứng dậy và đi về phía tầng 2. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đây rốt cuộc là cái chuyện ngược đời gì vậy chứ? Đồ Minh mở ra, mang tới phòng giao dịch bán. Xong chuyện, vợ Minh lại muốn tới đấu giá để mua lại. Nếu như Lâm Thanh Nhã đấu giá được thì còn ổn áp. Nhưng quan trọng là tình hình ngày mai chắc chắn sẽ là một trận chiến giữa những kẻ cực kỳ có tiền. Không chừng đám đại gia tộc kia của Giang Châu cũng sẽ đều bị thu hút tới. Xét cho cùng, cả âm dương hình thành tự nhiên vẫn rất quý hiếm, có giá trị siêu tầm lớn, là bảo vật không phải cứ cầu mong là có được. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người có nhiều tiền tới tham gia cạnh tranh trả giá. Chỉ dựa vào căn cơ của tập đoàn Lâm thị, muốn thắng được cặp cá âm dương tự nhiên này, xác suất căn bản là không. Thất bại trong cuộc đấu giá gần như là điều chắc chắn. Nếu sau này để Lâm Thanh Nhã biết được, thứ mà cô ấy không đấu giá được vào thời điểm đó thực ra lại là đồ vật vốn thuộc sở hữu của mình thì cô ấy còn không nấu một bàn đồ ăn độc chết mình à. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Thu cũng cười khổ, chỉ có thể trở về phòng, gọi điện thoại thông báo cho Âu Dương Hạo, dặn dò anh ta ngày mai cũng đi theo tới buổi đấu giá một chuyến để sẵn sàng ứng cứu tại chỗ bất cứ lúc nào, ngày hôm sau. Diệp Thu và Lâm Thanh Nhã dậy sớm. Ăn sáng xong, cả hai cùng nhau ra khỏi cửa. Đích đến là phòng giao dịch cực Ngọc Thiên Nguyên. Phòng giao dịch cực Ngọc Thiên Nguyên, thực chất đây là nơi giao dịch tích hợp cả cược ngọc và đấu giá. Ở đây không chỉ có thể cược ngọc. Nếu cược ngọc mà cắt được ra phỉ thúy thì còn có thể mang ra bán đấu giá tại các cuộc đấu giá do phòng giao dịch tổ chức. Đó là lý do tại sao. Phòng giao dịch cực ngọc thiên nguyên rất được mọi người ưa chuộng. Đương nhiên, trừ một số ít người đến đây để thử chỉ dựa vào vận may, muốn phất lên chỉ sau một đêm nhờ cược ngọc ra hầu hết những người còn lại đều làm trong ngành kinh doanh trang sức và ngọc quý bọn họ sẽ mua hoặc đấu giá một vài loại ngọc chất lượng thượng hạng ở đây hoặc nếu họ có thể mở ra được vài viên phỉ thúy chất lượng cao cấp vậy thì dĩ nhiên cũng sẽ thu hút sự chú ý của giới truyền thông vô hình chung cũng là một kiểu tuyên truyền cho chính công ty của mình chắc chắn sẽ tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc mua ngọc cũng là lý do tại sao trong những năm gần đây phòng giao dịch cực ngọc thiên nguyên ngày càng trở nên nóng bỏng tay ở Giang Châu. Đặc biệt là hễ cứ đến thứ bảy hoặc là cuối tuần thì cứ phải gọi là đông như kiến cỏ. Mà hôm nay chỉ là thứ tư, chương 458, đá quý tự nhiên trong bãi đậu xe. Liếc nhìn thấy toàn bộ đều là xe sang. Những chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn hơn 10 triệu tệ. Diệp Thu cũng nhìn thấy mấy chiếc. Dù sao người dám tới nơi này, nếu không có cuộc cải, thì cũng là tiền xài không hết hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra cả. Mục đích của phần lớn mọi người trong này đều là vì cá âm dương mà tới. Thấy vậy, trên mặt Diệp Thu cũng lóe lên vẻ bất đắc dĩ, nhưng đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, nói xem ra buổi đấu giá ngày hôm nay còn kịch liệt hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Vậy thì sao chứ, Lâm Thanh Nhã tôi tiến vào thương trường mấy năm nay, không sợ bất cứ chuyện gì cả. Lâm Thanh Nhã giọng lạnh như băng nói. Tôi biết vợ mình yêu tú mà, vậy thì chú bà xã hôm nay thắng ngay từ trong trận đầu tiên vui vẻ ôm cá âm dương tự nhiên về nhà nhé diệp thu bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng chỉ có thể chúc may mắn vậy thôi dù sao lời nên nói tối hôm qua anh cũng đã nói rồi nếu như lâm thanh nhã cố ý muốn tới vậy thì cứ tùy cô vậy có vấn đề gì thì cứ để người chồng này ra tay giải quyết vào phút cuối là được đương nhiên cũng không thể nói trước điều gì cả những buổi đấu giá quy mô nhỏ như vậy, khó mà lọt vào mắt của Diệp Thu được. Không chút khoa trương mà nói. Những thương nhân giàu có tham gia buổi đấu giá này. Toàn bộ tài sản của bọn họ cộng lại, dù có thêm 10 người nữa, thì cũng chưa chắc bằng một phần trăm những gì Diệp Thu có. Tranh lệch to lớn như thế đấy. Cho nên Lâm Thanh Nhã muốn tham dự đấu giá, vậy thì cứ đấu giá đi. Nếu thật sự không được, anh cũng sẽ âm thầm nghĩ biện pháp giúp Lâm Thanh Nhã cầm cá âm dương trong tay cũng không phải chuyện lớn gì. Tìm chỗ đậu xe xong. Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã bước vào phòng giao dịch cực Ngọc Thiên Nguyên. Bên trong phòng giao dịch khá lớn. Tổng cộng chia làm hai khu vực chính. Khu cực Ngọc nằm cùng chỗ khu đấu giá. Bởi vì thời gian còn sớm. Buổi đấu giá 10 giờ mới bắt đầu. Cho nên Lâm Thanh Nhã cùng Diệp Thu đi tới khu cực Ngọc trước. Dù sao thì lần này. Ngoại trừ việc Lâm Thanh Nhã muốn dò xét về các mối quan hệ của Diệp Thu, thì cô cũng thật lòng dự định tiến quân vào giới trang sức, vì tập đoàn Lâm Thị mở ra một con đường mới. Cho nên đang đánh cuộc thử vận may ở khu cực ngọc một chút, mở được vài khối phỉ thúy cũng là mục tiêu của cô hôm nay. Không thể không nói, người ở khu cực ngọc này đúng là rất nhiều. Mới hơn 8 giờ sáng, bên trong khu cực ngọc đã đầy ắp người, khắp nơi đều là hình ảnh mọi người chọn đá ngọc bích. Có người chọn được khối phỉ thúy mà mình thích, bèn vui vẻ ngửa đầu cười to mà có người lại bị mất sạch ngồi dưới đất ôm đầu khóc lóc dĩ nhiên trong khu giao dịch cực ngọc chuyện này quá sức là bình thường mọi người cũng đã hình thành thói quen tự mình tìm kiếm mục tiêu riêng nghiêm khắc mà nói toàn bộ khu cực ngọc dựa theo giá cả để phân chia đá quý tự nhiên sau đó lại chia làm năm khu vực nhỏ nữa đá giá rẻ đương nhiên được xếp vào khu phế thạch ý nghĩ giống hệt như tên gọi đá chất đống trong khu vực này có thể xem là nơi giao dịch kém nhất. Cho dù là bán ra, hay là tỷ lệ người tới cắt mở ra phỉ thúy cũng vô cùng thấp, thậm chí gần như là không có. Cũng chính vì vậy, nơi này được gọi chung là phế thạch. Hơn nữa giá cả cũng tương đối rẻ, trực tiếp bán theo cân. Mấy chục tệ một cân, một viên đá xanh cũng chỉ có 80 tệ, cực kỳ rẻ. Những người mới bước vào khu cực ngọc này, hoặc là thuần thúy tới chơi, cũng sẽ đến khu phế thạch để tham quan một chút trước dù sao giá nơi này cũng thấp nhất, cho dù không mua được gì thì nhiều lắm cũng chỉ tốn 80 tệ mà thôi. Nhưng vẫn có thể trải nghiệm được một lần cực ngọc vui vẻ. Thế nên nơi này rất được những người bình thường yêu thích. Dĩ nhiên, cũng không thể xem nó là khu phế thạch nên hoàn toàn không thể mở ra phỉ thúy được. Có người đạp phải vận cứt chó, thì tới chỗ nào cũng có thể đạp phải cả. Đã từng có một tên nhóc đặc biệt may mắn, ở khu phế thạch có thể mở ra một khối phỉ thúy có giá trị mấy trăm nghìn tệ. Mà số đá quý tự nhiên cậu ta mua cùng lắm chỉ mới 80 tệ mà thôi. Chuyện này cũng đã có thể so với chúng số độc đắc rồi. Lúc ấy có thể xem như náo động một thời, làm rất nhiều người muốn tới khu phế thạch thử vận may. Nhưng sự thật chứng minh, loại vận may cướp chó này, không phải ai muốn có cũng sẽ được. Tới khu phế thạch thử vận may, gần như đều là oanh liệt ra đi. Sau đó, khu phế thạch cũng hạ nhiệt xuống. Cao hơn khu phế thạch một bậc, đó chính là khu nguyên thạch cấp thấp. Nơi này là khu đá quý tự nhiên có chất lượng nhất định, có tỷ lệ mở ra phỉ thúy cao. Giá một viên đá ở đây khoảng từ mấy nghìn tệ đến mấy chục nghìn tệ. Đi lên nữa chính là khi nguyên thạch trung cấp. Đá quý tự nhiên ở khu vực này so với đá ở khu nguyên thạch thì tỷ lệ phỉ thúy còn cao hơn. Ở đây rất đông những ông chủ của cửa tiệm trang sức. Hơn nữa dám ở trong khu vực này lựa ngọc thì nhất định cũng đã có kinh nghiệm cược ngọc rồi. Dù sao mỗi khối đá quý tự nhiên trong khu vực này, giá cả đã phải lên đến 100.000 tệ rồi. Không phải người bình thường nào cũng có thể chịu nổi. Mà cao hơn so với khu nguyên thạch trung cấp một cấp bậc nữa, đó chính là khu nguyên thạch cao cấp. Nguyên thạch ở khu vực này được bán ra tương đối tốt, tỷ lệ mở ra phỉ thúy cũng rất lớn. Là nơi tụ họp của các thương nhân trang sức lớn. Cũng chính vì vậy, mỗi một viên đá ở nơi này đều cao đến vài triệu. Người dám vào khu vực này, không giàu thì cũng sang. Đương nhiên, phải nói rằng ở toàn bộ phòng giao dịch này, nơi có tỷ lệ mở ra phỉ thúy cao nhất là khu nguyên thạch cao cấp trước mắt này. Đá quý bên trong khu vực này có thể xem là đại diện cho cả khu cực ngọc, kinh doanh khá tốt. Nhìn bên ngoài mỗi viên đá đều lộ ra điểm xanh, trông giống hệt như dáng vẻ có thể mở ra được phỉ thúy vậy. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, khu nguyên thạch cao cấp này thường xuyên xuất hiện phỉ thúy cực phẩm. Giống như pha lê vậy, phỉ thúy đen, thậm chí cả đá xanh đế vương cũng đã từng xuất hiện. Khối ngọc cá âm dương tự nhiên kia cũng được mua từ khu nguyên thạch cao cấp này. Cũng chính vì vậy, ở khu nguyên thạch cao cấp, hở ra tí đã là mấy triệu, thậm chí trên cả 10 triệu. Đây là nơi mà không phải ai cũng có thể tiêu xài nổi cho dù là một tổng giám đốc của một công ty có tài sản 10 triệu tệ. Cũng không dám ở nơi này phung phí. Mở ra phỉ thúy cực phẩm, đương nhiên là sẽ thăng quan tiến chức nhanh chóng. Tuy nhiên một khi đã mở ra trống rỗng, hoặc mở ra được phỉ thúy không đủ vốn gốc. Vậy thì thật sự có thể phá sản. Cho nên người dám ở khu vực này mua đá quý. Đều là người của những gia tộc, hoặc là các công ty lớn. Tài sản của bọn họ hùng hậu, có vốn liếng đập hết vào chỗ này người bình thường đi vào nơi này, đương nhiên là sẽ trùn bước. Lâm Thanh Nhã đưa Diệp Thu đi một vòng quanh khu cực ngọc, cuối cùng dừng lại trước khu nguyên thạch cao cấp. Cô lạnh như băng nói, anh ở chỗ này chờ tôi, tôi đi vào chọn vài khối đá quý rồi ra sau. Nói xong, Lâm Thanh Nhã liền đi thẳng vào. Thấy vậy, Diệp Thu cũng chỉ lắc đầu một cái. Dù sao Lâm Thanh Nhã muốn chơi thì cứ chơi thôi. Lấy của cải của nhà họ Lâm. 8 tỷ nhân dân tệ, ngược lại cũng không ảnh hưởng gì. Khoảng 10 phút trôi qua, Lâm Thanh Nhã đẩy một cái xe đẩy nhỏ, đi từ trong khu nguyên thạch cao cấp ra. Mà bên trong xe đẩy nhỏ đó có hai khối nguyên thạch chứa phỉ thúy, hơn nữa đều là giá niêm yết. Một khối 4 triệu, một khối khác cao đến 7 triệu, chương 459, gặp lại Vương Đặc Nam tuy nhiên. Nhìn vẻ ngoài của hai khối đá quý này, đúng thật không hỗ là đá quý có giá trị mấy triệu tệ của khu nguyên thạch cao cấp. Đường vân rõ ràng, toàn thân lộ ra một màu xanh đậm, trông như muốn mở ra phỉ thúy vậy. Nhất là khối đá quý trị giá 7 triệu tệ kia. Dưới ánh đèn, màu sắc của nó cực kỳ xinh đẹp, sáng rực xứng đáng với giá tiền. Nhưng mà, sau khi xem xong Diệp Thu lại lắc đầu, bởi vì Lâm Thanh Nhã là một tay mới, hoặc có thể nói không thuần thục trong việc chọn đá nên đã mắc phải một bệnh chung đó là dùng vẻ ngoài trực quan để phán đoán một khối đá quý có thể có tiêu chuẩn mở ra phỉ thúy hay không nhưng nếu quá để ý đến bề ngoài của khối đá quý thì chắc chắn sẽ bị vẻ ngoài của nó làm cho mê hoặc từ đó mất đi những phán đoán tiêu chuẩn khác cứ như vậy cuối cùng khối đá được chọn rất có thể chỉ được cái mã bên ngoài vẻ ngoài cực kỳ đẹp mắt nhưng kết quả bên trong lại không có gì cả trông thì khá nhưng lại không dùng được lâm thanh nhã đã chọn hai khối đá như vậy diệp thu cẩn thận quan sát trong lòng bắt đầu tính toán nếu hai khối đá này mua để kiếm lời vậy thì chắc chắn sẽ lỗ chết mất thôi cũng không phải nói bên trong không hề có một chút phỉ thúy nào có thì vẫn có nhưng tuyệt đối không đáng giá với giá tiền một triệu tệ này mà lúc này lâm thanh nhã cũng nhìn diệp thu hỏi diệp thu anh thấy hai khối đá này của tôi thế nào diệp thu lắc đầu cười nói lâm tổng à anh nói ra mong em đừng nóng giận đấy hắc hắc, anh nói đi. Lâm Thanh nhã nhíu đôi mày thanh tú lại. Hay là, em đổi hai khối đá này đi, trông chúng. Trông không có vẻ là có thể mở ra được phỉ thúy. Diệp Thu khá huyền chuyển nói. Hả, sao có thể như vậy được? Lâm Thanh nhã mặt đầy vẻ không hiểu hỏi. Trực giác, nói tóm lại, em cứ tin tưởng tôi. Lấy quan hệ giữa hai chúng ta, anh còn có thể lừa em sao? Diệp Thu sờ mũi, bất đắc dĩ nói nghe vậy lâm thanh nhã hơi nhíu mày lại đối với diệp thu cô cũng coi như tương đối hiểu anh anh không phải là một người sẽ vô duyên vô cớ nói bậy bạ cho nên đề nghị này của diệp thu nhất định là có đạo lý nào đó chỉ là hai khối đá kia được chính cô tự mình lựa chọn có dự cảm vô cùng mãnh liệt là có thể mở ra phỉ thúy cứ như vậy bỏ đi khó tránh khỏi chút tiếc nuối chuyện này khiến lâm thanh nhã cảm thấy hơi do dự ôi chao đây không phải là tổng giám đốc lâm sao. Chúng ta thật đúng là hữu duyên mà. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một giọng nói âm dương quái khí truyền vào trong tai của hai người bọn họ. Nghe thấy giọng nói này, hai người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục hàng hiệu, mang theo nụ cười khẩy lạnh lẽo đi về phía bên này. Hơn nữa người này, Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã đều biết rõ. Chính là Vương Đặc Nam, người vừa mới xảy ra xung đột ngày hôm qua giờ phút này ở bên cạnh anh ta còn có một ông cụ mặc trang phục thời đường đeo kính lão ông ta chắp một tay sau lưng một tay khác cầm quạt xếp nhẹ nhàng phe phẩy mà đôi mắt của ông ta từ đầu đến cuối đều hơi híp lại trông dáng vẻ cực kỳ cao thâm khó lường thấy vậy gương mặt nhỏ nhắn của lâm thanh nhã nhất thời trầm xuống lạnh lùng nói anh tới đây làm gì sao thế chẳng lẽ phòng giao dịch cực ngọc này là do Lâm Thị Cô mở à? Tôi không thể tới đây sao? Vương Đặc Nam cười lạnh một tiếng, mặt đầy đắc ý hỏi. Tùy anh nghĩ, Lâm Thanh nhã trợn mắt nhìn Vương Đặc Nam, sau đó đẩy xe đẩy nhỏ chuẩn bị rời đi. Đợi đã, Vương Đặc Nam vội vàng gọi Lâm Thanh nhã lại. Xin hỏi Vương Tổng còn có chuyện gì không? Lâm Thanh nhã lạnh băng hỏi. Đối với loại cặn bã này, cô thật sự không muốn cùng anh ta nhiều lời đây là đá do đích thân cô chọn sao vương đặc nam chỉ vào hai khối đá nằm trong xe đẩy nhỏ nhìn lâm thanh nhã hỏi sao vậy không thể được à lâm thanh nhã lạnh giọng hỏi một viên bốn triệu một viên bảy triệu ha 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 lâm tổng đúng thật là chịu chi mà vương đặc nam cong môi nở một nụ cười nghiền ngẫm ngay sau đó anh ta trực tiếp nghiêng đầu về phía ông cụ bên cạnh dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được nhỏ giọng hỏi đại sư thôi ông cảm thấy hai khối đá kia thế nào có thể ra phỉ thúy sao nghe thấy vậy đại sư thôi lúc này mới mở hai mắt ra nhìn chằm chằm vào hai khối đá nguyên thạch của lâm thanh nhã nhìn một lúc đôi mắt đại sư thôi kia chợt lóe lên ánh sáng âm thầm gật đầu nói nhỏ bên tai vương đặc nam tổng giám đốc vương hai khối đá này đều có thể mở ra phỉ thúy được hơn nữa còn là phỉ thúy lớn nghe thấy những lời này Vương Đặc Nam nhất thời cảm thấy tinh thần tỉnh táo. Nên biết rằng, đại sư thôi là một đại sư chuyên cực ngọc mà anh ta đã phải bỏ ra chi phí rất cao để mời, rất có danh tiếng trong giới cực ngọc. Nếu ngay cả ông ta cũng đã nói như vậy, thế thì rõ ràng, hai khối đá kia ẩn chứa phỉ thúy bên trong, hơn nữa còn là phỉ thủy thượng đẳng. Lúc này Vương Đặc Nam quyết định, cho dù thế nào, nhất định cũng phải đoạt hai khối nguyên thạch kia vào tay dù bây giờ vốn dĩ anh ta cùng Lâm Thanh Nhã đang đối đầu nhau. Mà nếu không phải đối địch đi nữa, thì hôm nay anh ta tới đây cũng là đặc biệt đến để đánh cược ngọc. Hôm nay hai khối đá quý có thể mở được phỉ thúy lớn kia được bày ra trước mắt anh ta. Anh ta tuyệt đối không có lý do gì để bỏ qua được cả. Nghĩ tới đây, con người vương đặc nam vòng vo xoay chuyển, sau đó nhìn Lâm Thanh Nhã, cố ý hỏi, Lâm Tổng à, hai khối đá này cô nhất định phải mua sao? nếu không mua nữa thì để lại cho tôi đi. Nói xong, Vương Đặc Nam trực tiếp vẫy tay với Thu Ngân ở cách đó không xa. Nhân viên kia vừa nhìn đã thấy là thuộc khu kinh doanh nguyên thạch cao cấp, tương đối nhiệt tình, vội vàng mang post chạy tới, cung kính hỏi, thưa anh, xin hỏi có thể giúp được gì cho anh? Hai khối đá này tôi muốn, cả thẻ đi. Vương Đặc Nam trực tiếp móc trong túi ra một tấm thẻ đen, đưa cho nhân viên. Vương Đặc Nam, anh đừng ước hiếp người quá đáng, hai khối đá nguyên thạch này là tôi nhìn chúng mắc mớ gì phải nhường cho anh chứ lâm thanh nhã trợn mắt nhìn vương đặc nam sau đó cũng định móc thẻ ngân hàng của mình ra tức giận muốn mua lại hai khối đá này diệp thu thấy vậy vội vàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay của lâm thanh nhã lắc đầu nói lâm tổng hãy suy nghĩ lại hai khối đá này vẫn nên bỏ đi thì hơn diệp thu anh lâm thanh nhã nhíu mày sau đó suy nghĩ một lúc rồi cũng bình tĩnh lại tin tưởng tôi. Diệp Thu nhìn vào mắt Lâm Thanh Nhã, vô cùng nghiêm túc nói. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã đành cắn chặt răng, cuối cùng nói, hai khối đá này tôi không cần. Nói xong, Lâm Thanh Nhã trực tiếp đưa xe đẩy nhỏ cho Vương Đặc Nam. chương 460, cái gì cũng không có, ha ha ha, phải phát tài chứ. Vương Đặc Nam ngửa đầu cười to đắc ý, sau đó nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, mặt đầy châm chọc nói, tôi thật sự không ngờ, sấm rền luôn có gió cuốn đấy. Đường đường là Lâm Tổng, vậy mà lại nghe lời đề nghị của một nhân viên quèn trong công ty, đúng thật là buồn cười mà. Anh có ý gì? Lâm Thanh nhã nhíu mày lại, lạnh giọng hỏi. Tôi có ý gì hà? Vương Đặc Nam tuét miệng cười một tiếng, chỉ vào đại sư thôi bên cạnh, đắc ý đáp biết người này là ai không? Đại sư nổi danh trong giới cực ngọc đấy. Biết vừa rồi ông ta nói gì với tôi không? Ông ấy nói cho tôi biết, hai khối đá quý này nhất định sẽ mở được phỉ thúy, hơn nữa còn là đại phỉ thúy. Lâm Thanh Nhã ơi là Lâm Thanh Nhã, không biết sau khi cô nghe được tin tức này, có phải là hối hận đến xanh mặt rồi không? Tuy nhiên, bây giờ cho dù có hối hận nữa cũng vô dụng, bởi vì hai khối đá quý kia đã thuộc về tôi. Cô đã lỡ mất vận may cùng bọn chúng rồi, ngàn vạn lần cũng không ngờ đến nhỉ. Ha ha ha! Nói xong, Vương Đặc Nam lại ngửa đầu đắc ý cười phá lên nghe thấy những lời này. Lâm Thanh Nhã cũng tức giận đến mức cắn chặt hai hàm răng. Bây giờ cô đúng là vô cùng hối hận. Nếu biết chắc chắn sẽ mở được phỉ thúy. Mới vừa rồi dù có thế nào cô cũng sẽ quả quyết mua lại. Bây giờ thì tốt rồi. Để cho tên Vương Đặc Nam kia chiếm tiện nghi. Hiện tại Lâm Thanh Nhã vừa tức giận vừa hối hận. Tiêu tốn hơn 10 triệu để mua hai khối đá hỏng mà lại kích động đến mức này sao? Vương Tổng quả nhiên có khí phách mà tuy nhiên ngay lúc này, Diệp Thu ở bên cạnh lại bĩu môi, cười lạnh châm chọc nói. Nghe vậy, tiếng cười của Vương Đặc Nam hơi ngừng lại. Anh ta trợn mắt nhìn chầm chầm vào Diệp Thu, lạnh giọng hỏi, nhóc con, mày nói gì cơ? Tôi nói, ở đây có một tên ngốc xài hơn 10 triệu tệ để mua hai khối phế thạch. Ấy thế mà còn ngốc ngách cười như được mùa vậy. Diệp Thu mặt đầy tinh nghịch nói. Phế thạch à, ôi chao, mày nói đây là phế thạch sao? Diệp Thu à, mày có thể đừng chọc cười nữa được không? Ngay cả đại sư thôi, đại sư chuyên cực ngọc cũng đã nói hai khối đá này nhất định sẽ mở ra được phỉ thúy, vậy mà mày lại nói đây là phế thạch sao? Mày đúng thật là xem mình giống như một nhân vật lớn đấy à? Vương Đặc Nam liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, mặt đầy khinh thường nói. Đại sư sao? Lông mày Diệp Thu nhớn lên, nhưng đầu nhìn về phía đại sư thôi kia, cân nhắc nói, đầu năm nay thật đúng là người nào cũng dám tự xưng là đại sư nhỉ. Ông nói hai khối nguyên thạch kia có thể mở được phỉ thúy sao? Không sai. Đại sư thôi nhẹ nhàng phe phẩy cánh quạt, mặt đầy kiêu ngạo nói, lấy kinh nghiệm mấy chục năm trong giới cực ngọc của tôi để phán đoán, đây tuyệt đối là hai khối ngọc có thể mở được phỉ thúy lớn. Mấy chục năm kinh nghiệm à? Ồ, vậy mấy chục năm này của ông, đúng là dỗi công vô ích rồi. Lại có thể xem hai khối phế thạch thành đá quý, thật là buồn cười mà diệp thu lắc đầu cười lạnh nói cậu đang chất vấn đại sư sao cậu dám nghi ngờ tôi đại sư thôi kia trợn mắt nhìn diệp thu lạnh giọng hỏi không cần tôi phải nghi ngờ ông mà tôi đoán ông nên nghi ngờ chính mình thì hơn diệp thu hài hước nói đồ con nít mồm còn hôi sữa không biết gì thì chớ có mà nói cậu căn bản không biết sự lợi hại của đại sư sắc mặt của đại sư thôi nhất thời trầm xuống ngay sau đó ông ta trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía vương đặc nam có hơi tức giận nói vương tổng lập tức bắt đầu cắt đá tôi muốn cho tên nhóc rốt nát này nhìn xem thử đại sư thôi tôi đến tột cùng có phải chỉ là hư danh hay không không thành vấn đề vừa lúc tôi cũng muốn đánh vào mặt tên nhãi danh này vương đặc nam cười lạnh một tiếng sau đó với tay với nhân viên bên cạnh nói lập tức sắp xếp thợ cắt cùng máy đến đây được ạ à, anh đợi một lát nhân viên lập tức đi gọi người. Chỉ một lát sau, thợ cắt đá cùng máy đã tới, bắt đầu chuẩn bị cắt đá. Mà đây chính là đá quý được chọn từ khu nguyên thạch cao cấp, tổng giá trị trên 10 triệu. Tin tức có người cắt đá nhanh chóng lan truyền ra, trong nháy mắt đã hấp dẫn vô số người tới vây xem. Vương Tổng, anh định cắt khối đá kia trước sao? Thợ cắt đá nhìn Vương Đặc Nam, mỉm cười hỏi. Cắt cái giá thấp hơn này trước đi. Vương Đặc Nam đem khối đá 4 triệu kia đưa cho thợ cắt đá, sau đó còn không quên nhắc nhở, cậu nhất định phải cắt thật tỉ mỉ cho tôi, trong này có phỉ thúy lớn đấy. Ngàn vạn lần đừng làm phỉ thúy của tôi hư hại, nếu không cậu cũng không bồi thường nổi đâu. Nghe vậy, khóe miệng của anh chàng thợ cắt đá cũng co quắp lại, rất không biết làm sao. Anh ta cũng không biết suốt cuộc nhờ đâu mà Vương Đặc Nam lại tự tin đến thế, chắc gì bên trong đã có phỉ thúy cơ chứ. Nhưng khách hàng chính là thượng đế mà anh ta đương nhiên cũng không phản bác gì, gật đầu một cái, sau đó bắt đầu khởi động máy, tỉ mỉ cắt đá. Diệp Thu à, mặt của cậu cứ đợi bị tôi đánh sưng đi, chống mắt lên mà xem cho tôi. Vương Đạc Nam nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu, đầy đắc ý nói. Diệp Thu cười nhạt, không nói gì. Bởi vì anh biết, đợi một lát nữa thôi Vương Đạc Nam sẽ không thể nào đắc ý được nữa. Ông ong ong, âm thanh máy cắt vang lên thở cắt đá cực kỳ cẩn thận làm việc sắc sắc khối đá quý bị cắt nứt một phần ba mọi người vội vàng định thần nhìn lại nhưng mà nơi vết cắt kia vẫn là đá không hề có phỉ thúy điều này làm cho sắc mặt của vương đặc nam biến đổi trong nháy mắt có hơi khẩn trương nhìn về phía đại sư thôi đại sư thôi kia không hoảng hốt cũng không vội vàng phe phẩy quạt giấy vẫn vô cùng bình tĩnh nói đừng nóng vội vương tổng lúc này chỉ mới cắt đứt một phần ba thôi mà vẫn còn hơn hai phần ba nữa chắc chắn có phỉ thúy nghe thấy những lời này vương đặc nam lập tức có hồi phục sinh lực vội vàng nhìn thợ cắt đá thúc giục mau cắt tiếp mau cắt tiếp nào thợ cắt đá gật đầu tiếp tục cắt đá tuy nhiên một đao rồi lại một đao khác cả khối đá bị cắt thành mảnh vụn nhưng vẫn không hề nhìn thấy một chút xanh lá nào chứ đừng nói gì là phỉ thúy ôi nát rồi khối đá này nát rồi bốn triệu cứ như thế trôi theo dòng nước đúng là làm người ta đau lòng mà quá kích thích nếu đổi thành người bình thường thì trái tim không chịu nổi đâu trong lúc nhất thời mọi người vây xem bàn luận sôi nổi trên mặt hiện lên vẻ cười trên sự đau khổ của người khác mà vương đặc nam nhìn thấy cảnh tượng này khóe miệng lập tức co rút lại giờ phút này trong lòng anh ta cũng đang dỉ máu chính là bốn triệu đấy cứ như vậy mà tan vào hư vô điều này thật sự khiến cho anh ta tức đến hộp máu mà. Vương Tổng, chúc mừng anh, dùng 4 triệu mua được một khối đá rỗng. Lâm Thanh nhã nhìn Vương Đặc Nam, cười lạnh nói. Vốn dĩ cô còn đang hối hận vì mình không quả quyết mua hai khối đá này. Mà bây giờ nhìn lại, lời của Diệp Thu vừa rồi nói quả nhiên không sai. Nếu không, 4 triệu trôi theo dòng nước kia lại rơi vào chính cô. Audio điện tử võ tấn bền